chương 41 Đoán thể đan Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong dược cốc, Chu Thiên phun ra nuốt vào khí tức, đoán thể thuật cô động bản thân. Cảm thụ cả người khí huyết dường như muốn sôi trào bình thường cũng vô cùng kinh hỉ phối hợp cái cảm giác này, Chu Thiên tiếp tục phun ra nuốt vào đồng thời bộ kia cơ sở quyền pháp cũng thuận theo triển khai ra. Cơ sở quyền pháp cũng không có quá nhiều biến hóa, coi trọng chính là ổn chung ngoan ba chữ mà Chu Thiên hiện ra nhưng đã đem này cơ sở quyền pháp tu luyện xuất thần nhập hóa, hắn mỗi một quyền vứt ra cũng không có quá nhiều đẹp để thậm chí xem ra có chút đơn điệu, nhưng Chu Thiên nhưng rất tự tin, chính mình này nhìn như đơn giản cơ sở quyền pháp một khi đánh trúng kẻ địch, tuyệt đối là không chết cũng bị thương kết cục. Quyền pháp vung vẫy Chu Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay ở một bộ quyền pháp sắp lúc kết thúc Chu Thiên liền cảm giác cả người đột nhiên buông lỏng, cái kia quấy nhiễu chính mình sắp hai tháng ràng buộc vào lúc này rốt cục bị chính mình xông ra nương theo đoán thể tiến cảnh chu thiên dòng máu giống như thật sự sôi trào như thế dựa vào này cổ huyết dịch sôi trào lực lượng chu thiên liền cảm giác mình toàn thân cũng bắt đầu không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi tỉ mỉ nhìn lại chu thiên chỗ phát sinh bên trong mồ hôi chen lẫn không ít tạp chất này chính là trong cơ thể hắn một ít tạp chất đoán thể chín tầng mỗi tiếng lên trước một bước đều sẽ mượn huyết dịch lực lượng đem trong cơ thể tạp chất bức ra một phần hơn một tháng trước chu thiên thành công đạt đến đoán thể ba tầng thời gian cũng đã cảm thụ qua một lần mà lúc này từ đoán thể ba tầng đạt đến đoán thể bốn tầng cảm giác này thì càng thêm rõ ràng theo không ngừng tạp chất bị huyết dịch sôi trào lực lượng chen ra ngoài thân thể chu thiên cũng cảm giác được thân thể của chính mình giống như trở nên càng thêm mềm mại mà thân thể cũng tràn ngập sức mạnh Liếc mắt nhìn bên kia cái kia 600 cân khóa đá, Chu Thiên cũng không kịp nhớ thanh tẩy trên người vật dơ bẩn, bước nhanh đi tới 600 cân khóa đá trước. hít sâu một hơi toàn thân phát lực liền thấy cái kia 600 cân khóa đá trong nháy mắt bị Chu Thiên kéo qua đỉnh đầu. Hai tay đứng vững khóa đá, cứ việc áp lực vẫn là tồn tại, thế nhưng rõ ràng so với trước đó vài ngày muốn ung dung không ít. Âm đem khóa đá để dưới đất chu thiên nhìn mình cái kia cũng không tính cánh tay tráng kiện đầy mặt mỉm cười. Tiến vào dược cốc đã thời gian hai tháng, cứ việc mỗi ngày nấu nước tưới ruộng trì hoãn chính mình đa số thời gian, nhưng nhờ vào ngủ sâu pháp chính mình tu hành chưa bao giờ hạ xuống, tuy rằng không biết người khác tu luyện làm sao, nhưng thời gian hai tháng đạt đến đoán thể bốn tầng. Sức mạnh thân thể hầu như vọt lên gấp đôi đạt đến 600 cân để Chu Thiên không khỏi cảm thán này đoán thể thuộc quả nhiên thần kỳ. Vọt tới khê trong nước, đem trên người mình tạp chất rửa sạch. Thu thập thỏa đáng sau khi, Chu Thiên lần thứ hai nhấc lên cái kia hai chiếc thùng gỗ đến, hiện nay này hai chiếc thùng gỗ mặc dù là chứa đầy nước ở Chu Thiên trong tay cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Chu Thiên đem thùng gỗ rót đầy suối nước đang chuẩn bị tiếp tục đi cho vườn thuốc tưới nước nhưng xa xa nghe có người hô gọi tên của chính mình, quay đầu nhìn tới Chu Thiên liền nhìn thấy Triệu Dũng một bên trùng chính mình phất tay một bên hướng về bên này chạy tới. Triệu Dũng nhìn thấy triệu dũng chu thiên cũng là một trận mừng rỡ thả tay xuống bên trong thùng gỗ chu thiên vội vàng tiến lên nghênh tiếp chu chu thiên ngươi nguyên lai like ở ở đây a à? triệu dũng trên dưới đánh giá chu thiên một vòng nói lắp tiếp tục nói ta ta liền biết tiểu tử ngươi nhất định có thể lưu lại chu thiên một bên cười vừa lên tiếng nói ta nhớ tới ngươi thật giống như đi tới cái kia đông tuyết phong làm sao hôm nay có công phu đến dược cốc a à? lấy lấy thuốc triệu dũng nói từ trong ngực của chính mình lấy ra một viên đan dược đây chính là đoán thể đan nhìn thấy đoán thể đan chu thiên trong mắt mang theo vẻ hâm mộ nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt của chính mình tiếp tục mở miệng triệu huynh ta cùng ngươi hỏi thăm một chút không biết ta những kia đồng hương hiện tại đều thế nào rồi ngươi ngươi nói chính là từ sư tỷ đi không không cần lo lắng từ sư tỷ hiện Hiện tại đã đoán thể sáu tầng đỉnh phong, nhanh. Sắp đoán thể bảy tầng. Nghe được Triệu Dũng nói Chu Thiên trong lòng đột nhiên cả kinh, từ tỉnh sắp đoán thể bảy tầng. Ngắn mũi thời gian hai tháng lúc trước liền hai trăm cân khóa đá đều nâng không lên từ tỉnh cạn nhưng đã sắp đoán thể bảy tầng. Cái kia Triệu Văn Long đây. Chu Thiên không chút biến sắc tiếp tục hỏi. Triệu. Triệu Văn Long cũng không sai, tốt, tốt muốn cũng phải đoán thể sáu tầng triệu văn long cũng phải đoán thể sáu tầng thời khắc này nếu như nói chu thiên không kinh hãi đó là giả bất kể là triệu văn long vẫn là từ tỉnh từ nội tình tới nói đều là không bằng chính mình nhưng là hai tháng này đi qua chính mình mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ nhiều điểm gần như liều mạng mới từ lúc trước tiếp cận đoán thể ba tầng đạt đến đoán thể bốn tầng nhưng là triệu văn long cùng từ tỉnh đã đến một cái chính mình muốn ngước nhìn trình độ chu thiên cũng không phải đố kỵ hai người thậm chí còn sẽ chân tâm là hai người cao hứng, Chu Thiên Kinh cùng không rõ chính là cái kia linh căng đúng như này thần kỳ sao. Chuyện này, này có cái gì ngạc nhiên, hắn. Hai người bọn họ là đệ tử nội môn, liền. Coi như là đệ tử ngoại môn hiện tại kém cỏi nhất cũng đoán thể bốn, năm nặng. Triệu Dũng nhanh mồm nhanh miệng nhưng cũng không ngốc, lời nói của hắn hạ xuống liền rõ ràng Chu Thiên vì sao lại phản ứng to lớn như thế, bởi vì so sánh với cái khác nhập môn đệ tử chu thiên chỉ có hạ phẩm tạp linh căng chu chu huynh hiện tại đoán thể mấy tầng triệu dũng cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng bốn tầng mới mới bốn tầng nghe được chu thiên triệu dũng cả kinh nhưng sau đó vội vã che miệng mình bởi vì hắn ý thức được tự mình nói sai chu chu huynh đừng đừng Chu Thiên phất tay đánh gãy Triệu Dũng nói. Triệu Huynh không cần nhiều lời, ta rõ ràng ngươi không có ác ý. Nghe nói Chu Thiên chỗ nói Triệu Dũng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói lắp biểu môi nói. Chu! Chu Huynh ngươi cũng đừng quá để ý, hắn. Bọn họ mỗi ngày đều dùng đến tu luyện, mà. Mà ngươi mỗi ngày việc vặt vảnh đa dạng, bị. Bị hạ xuống cũng là bình thường. Triệu Dũng ý tứ Chu Thiên lại có thể nào không hiểu. Xác thực, chính mình mỗi ngày chỉ ngủ hơn 2 giờ, một ngày 24 tiếng chính mình có 22 tiếng, thế nhưng mỗi ngày chăm sóc vườn thuốc chính mình ít nhất phải dùng 10 năm, 6 tiếng, lại khấu trừ một ít thời gian nghỉ ngơi trên thực tế chính mình mỗi ngày có thể thời gian tu luyện bất quá 4, 5 tiếng mà thôi. Mà những người khác mỗi ngày dù cho ngủ 10 tiếng, không có việc vặt vảnh cuốn quanh người tình huống cũng vẫn như cũ có 14, 5 tiếng đến tu luyện, như thế so sánh so sánh chính mình dù cho mỗi ngày không ăn không ngủ không nghỉ ngơi cũng căn bản không thế với bọn hắn so với thiên tài không riêng phải có thiên phú càng quan trọng chính là hắn muốn trả giá có đủ nhiều nỗ lực chu thiên tự hỏi mình đủ nỗ lực nhưng chu chu huynh ngươi vẫn không có dùng qua đoán thể đan chứ chuyện này đây là tà tháng này đoán thể đan đưa đưa cho ngươi được rồi triệu dũng người này tâm nhãn rất tốt hắn từ chu thiên trên mặt nhìn ra một chút ủ rũ cùng bất đắc dĩ cầm trong tay này mỗi tháng mới có một viên đoán thể đang không chút do dự lấy ra hướng về chu thiên trong tay nhét vào đi qua một bên nhét triệu dũng còn một bên lắp bắp nói chu chu huynh có có này đoán thể đan ngươi mới có thể đuổi theo những đệ tử ngoại môn khác đối mặt triệu dũng nhét đến đoán thể đan chu thiên là khẳng định không thể nhận triệu dũng mỗi tháng cũng chỉ có này một viên đoán thể đan nếu cho mình, như vậy việc tu luyện của hắn cũng nhất định sẽ hạ xuống. Triệu Dũng người này lòng tốt mắt, muốn trợ giúp chính mình, không phải Chu Thiên Thanh Cao, mà là Chu Thiên rõ ràng này đoán thể đang đối với Triệu Dũng cũng đồng dạng trọng yếu. Chính mình tuyệt đối không thể lợi dụng Triệu Dũng lòng tốt đến liên lụy Triệu Dũng, hơn nữa mục tiêu. Của chính mình chỉ là đuổi theo đệ tử ngoại môn đơn giản như vậy sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Lại thấy tàn cục ấn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chu Thiên đem đoán thể đang một lần nữa đẩy trả lại Triệu Dũng, mang theo mỉm cười chậm rãi mở miệng nói. Triệu huynh ngươi phần ân tình này Chu Thiên sẽ khắc trong tâm khảm, nhưng này đoán thể đang ta nhưng không thể nhận lấy. Là Tại sao? Triệu Dũng ánh mắt vẫn trong suốt, từ ánh mắt của hắn bên trong Chu Thiên đọc đạt được hắn mới vừa mới đưa ra đoán thể đang tuyệt không là làm bộ làm tịch. Nhìn thấy như vậy, Triệu Dũng, Chu Thiên trong lòng có chút cảm động, mình và Triệu Dũng chỉ bất quá là quen biết, tuyệt đối không thể nói là cái gì bạn tri kỷ, nhưng người ta có thể vì trợ giúp chính mình đưa ra đoán thể đang. Thêm gấm thêm hoa dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, có thể ở chính mình gian nan nhất thời điểm trợ giúp chính mình, Triệu Dũng phần ân tình này Chu Thiên ghi vào đáy lòng này đoán thể đang đối với ngươi như thế trọng yếu, ta nhất định có thể nghĩ ra những biện pháp khác đến. Chu Thiên nói như vậy Triệu Dũng cũng thở dài một hơi. Chu. Chu Huynh, ai? Ta ngay ở Đông Tuyết Phong, như. Nếu như Chu Huynh ngươi có khó khăn gì có thể tới tìm ta, ta. Ta tận lực giúp ngươi. Triệu Dũng biết Chu Thiên nói đến đây là không thể nhận lấy chính mình đoán thể đang, hắn đem đoán thể đang yên lặng thu cẩn thận sau khi liếc mắt nhìn chu thiên trong lòng có chút phức tạp đa tạ nếu ta có chuyện gì nhất định trở lại đông tuyết phong tìm ngươi cái kia vậy cũng tốt ngươi ngươi nhớ tới là được ta ta đi trước muốn có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đưa cho ngươi đồng hương tiện thể nhắn triệu dũng nhìn một chút chu thiên đã thấy chu thiên lắc lắc đầu trước chu thiên thậm chí nghĩ tới chính mình đột phá đoán thể bốn tầng sau khi đi cái khác ngọn núi thấy thấy bạn học của chính mình nhưng hôm nay chu thiên nhưng từ bỏ không phải là bởi vì cảm thấy tu vi thấp mất mặt mà là chu thiên không muốn để cho mọi người vì chính mình lo lắng một đường đem triệu dũng đưa ra dược cốc triệu dũng lại ba cường điệu chu thiên nếu như có khó khăn có thể bất cứ lúc nào đi đông tuyết phong tìm hắn đưa đi triệu dũng chu thiên trở lại trong dược cốc nguyên bản đột phá đoán thể bốn tầng hưng phấn đã biến mất Chu Thiên rõ ràng, lúc này chính mình nhất định phải vì chính mình tìm một cái lối thoát. Chính mình bây giờ tu vi dần dần bị những người khác kéo dài, muốn chỉ dựa vào chính mình nỗ lực đuổi tới Chu Thiên cảm thấy có chút không hiện thực, nếu như là thời điểm khác, Chu Thiên có thể nói các ngươi tu luyện 10 tiếng, ta tu luyện 20 tiếng đến truy. Thế nhưng hiện tại về mặt thời gian đến nói mình hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Như vậy muốn thay đổi bây giờ tình huống cũng chỉ có đoán thể đang liên quan với đoán thể đang chu thiên cũng là hiểu rõ đoán thể đang đối với đoán thể giai đoạn tu giả có phi thường mạnh mẽ tác dụng nếu như đem phổ thông đoán thể so sánh một chiếc không có dầu ô tô như vậy chu thiên chẳng khác nào là đẩy ô tô gian nan tiến lên tuy rằng có thể động nhưng rất chậm mà đoán thể đang thật giống như là xăng như thế cho ô tô thêm vào xăng sau khi ô tô phát động lên tốc độ lại sao là xe đẩy mà đi có thể so với nhưng là hiện tại then chốt chính là chính mình không có xăng cứ việc chu thiên đang ở dược cốc nhưng là chỗ ở mình dược cốc chỉ có mình và tề vân hạc hai người dược cốc là chư thiên đạo một phần mỗi tháng trong dược cốc mỗi cái khu vực đều sẽ đúng giờ định lượng hướng về chư thiên đạo giao các loại đang dược liền chu thiên hiểu rõ tề vân hạc một người luyện đang liền cơ bản lượng đều không thể hoàn thành lại có thể nào cầm được ra dư thừa đoán thể đang cho mình coi như tề vân hạc có thể lấy ra cũng tuyệt đối không thế cho mình Thiêu Thiên Đạo đối với mỗi cái đẳng cấp đệ tử đại ngộ đều có sáng tỏ quy định, đệ tử nội môn mỗi tháng cũng bất quá là một viên đoán thể đan mà thôi, mà đệ tử ngoại môn 2 tháng thậm chí 3 tháng có thể tình cờ được một viên cũng đã là cảm ơn trời đất. Mà chính mình sáng tỏ nói đến thậm chí ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không tính, nếu Tề Vân Hạc thật sự làm trái quy tắc cho mình đoán thể đan, e sợ liền hắn đều muốn bị liên lụy. Không quy củ không toa thuốc viên một cái tông phái nếu như nói trưởng lão xem ai hợp mắt liền cho ai đang dược, nhìn ngươi không hợp mắt liền không cho, như vậy tông phái này e sợ chỉ còn dư lại nịnh nọt một loại. Nghĩ những này Chu Thiên một bên ở dược cốc loanh quanh vừa bắt đầu vì chính mình tương lai dự định. Chính mình giống như rơi vào một cái tuần hoàn ác tính bên trong. Bất Chu Sơn Linh căn không cách nào vận dụng để cho mình tu luyện thiên phú hạ xuống, thiên phú tu luyện hạ xuống liền không chiếm được coi trọng, không chiếm được coi trọng liền không cách nào được đoán thể đang, không cách nào được đoán thể đang liền không thể nhanh chóng tu luyện, không thể nhanh chóng tu luyện chênh lệch liền càng ngày càng lớn, chênh lệch càng lớn liền càng không ai coi trọng. Đây cơ hồ là một cái khó giải chết tuần hoàn. Nhưng Chu Thiên cảm thấy cõi đời này không có không giải được cục, lúc này tự mình nghĩ phá cục nhất định phải muốn đưa cái này tuần hoàn ác tính bên trong một cái nào đó hoàn cho các đức, mà tốt nhất vào tay. Bắt đầu điểm chính là đoán thể đang, nhưng là nên làm gì được đoán thể đang đây? Suy tư một lúc lâu Chu Thiên có chút bất đắc dĩ, bất đắc dĩ sau khi Chu Thiên phát hiện mình trong lúc vô tình dĩ nhiên đi bộ đến một khối bởi vì không có loại bất kỳ dược thảo bình thường căn bản không tới qua ruộng bậc thang trên. Kỳ thực nói nơi này là ruộng bậc thang cũng có chút không thích hợp, bởi vì nơi này càng như là một gò núi nhỏ, chỉ bất quá núi nhỏ đỉnh điểm đối lập trân nhẵn thành một cái nhỏ bình đài chu thiên đánh giá bốn phía một cái nhưng chợt thấy này bình đại trung ương dĩ nhiên có một cái cùng chính mình lúc đó nhập môn kiểm tra thời gian giống như đúc bàn cờ chu thiên nhớ tới vật này giống như gọi là tàng cục ấn ồ lẽ nào ai ở đây chơi cờ nhìn thấy tàng cục ấn chu thiên đi tới thường ngày nơi này chỉ có mình và tề vân hạc hai người ngẫm lại này tàng cục ấn hẳn là tề vân hạc tạm thời yên tâm bên trong sự bất đắc dĩ đi tới tàng cục ấn bên chu thiên hướng về ván cờ nhìn lại đây là một bàn địa tử tàn cục bây giờ trên bàn cờ thiên địa hai tử như bầu trời tinh đấu như thế nằm dày đặc nhưng tinh tế đánh giá một phen sau khi chu thiên nhưng nhìn ra ván cờ này hung hiểm địa tử lúc đầu xem ra một quân không mất nhưng cũng bị thiên tử vi nước chảy không lọt bây giờ địa tử muốn đánh vỡ này tàn cục thật là khó khăn vô cùng thiên tử từ bốn phương tám hướng đã hình thành vây kín tư thế nếu như đem ván cờ so sánh chiến trường thiên tử đại quân đã là vây thành mà chiến mà địa tử bị vây nhốt trong thành xem ra đã là lương thảo đoạn tuyệt lại sau không ai giúp binh, hầu như là một bàn tử cục. Bất quá chỉ cần là tàn cục liền khẳng định không tồn tại tử cục, cứ việc bây giờ nhìn lên bất luận làm sao hạ xuống quân đều sẽ ở vài bước bên trong vỡ bàn, nhưng theo Chu Thiên cũng không phải nói không có khả năng cứu vãn. Nghĩ Chu Thiên cũng đã ngồi ở bàn cờ địa tử một phương, đưa tay từ bên cạnh cầm lấy một viên hình vuông địa tử ở tay cũng không có gấp hạ xuống quân mà là quan sát này một quân nếu hạ xuống sẽ làm cho ván cờ sản sinh cỡ nào biến hóa. Trên ván cờ đường nhìn như một chút hy vọng sống, kỳ thực là dấu giếm sát cơ, nếu là từ phía trên bắt đầu, trong năm bước tất bị thiên tử chém giết. Bên trong trục ván cờ địa tử đúng là có thể rơi, nhưng là bất luận làm sao đi hạ xuống quân giống như đều không được xoay chuyển càng không tác dụng, nơi này cũng không được. Hạ bộ lúc đầu xem trọng như là cửu tử nhất sinh hạ xuống quân liền vong, nhưng nếu là nắm lấy cái kia một một chút hy vọng sống đúng là có thể tạm thời xoay chuyển hạ bộ xu hướng suy tàn, hạ bộ là ánh sao, ngược lại cũng không phải không thế liệu nguyên A. À. Quyết định chủ ý Chu Thiên quyết định thử xem trở xuống đường là dẫn có hay không có thể dẫn hỏa liệu nguyên nghịch chuyển tàn cục, mà ngay ở Chu Thiên một quân hạ xuống thời gian, Tề Vân Hạc còn giống như quỷ Mỹ xuất hiện ở Chu Thiên phía sau, khi thấy Chu Thiên hướng về hạ bộ hạ xuống quân thời gian hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó một mặt xem cuộc vui dáng dấp đúng là muốn nhìn một chút Chu Thiên sẽ làm sao bị thiên tử đánh giết thành tra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Tiết Tấu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đối với Chu Thiên Cờ Đạo, ở lúc đó kiểm tra thành tích bên trong lục quần có nhắc qua, nhưng bởi vì Chu Thiên mặc sau linh căn nguyên nhân, lục quần đối với hắn giới thiệu cũng chỉ là cờ thuật thiên tài. Tề Vân Hạc tự nhiên cũng là biết Chu Thiên này cờ thuật thiên tài đánh giá, mà lúc này nhìn thấy Chu Thiên hết sức chuyên chú chơi cờ Tề Vân Hạc đúng là muốn nhìn một chút này cờ thuật thiên mới đến đấy có bản lãnh gì. Ván này chính mình tốn hết thời gian nửa năm đều không có biện pháp nào, Tề Vân Hạc cũng muốn biết này cờ thuật thiên mới có thể ở đây bên trong cục kiên trì mấy tay. Mà ngay ở Tề Vân Hạc đầy hứng thú xem xét thời gian, toàn không hay biết Chu Thiên đã hạ xuống chính mình trực tiếp địa tử. Này một tay địa tử rơi vào hạ bộ, quân cờ hạ xuống liền thấy bàn cờ ánh sao lóng lánh, hai viên thiên tử như là lấy tất phải giết thế đóng kín Chu Thiên này một tay địa tử. Thấy cảnh này Chu Thiên vẫn chưa hoang mang, cầm trong tay địa tử thoáng cân nhắc nửa phút con cờ trong tay lần thứ hai hạ xuống, mà này một quân nhưng rơi vào trung lộ. Chu Thiên cũ hạ xuống tề vân hạt khẽ lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, bây giờ cục diện trên xem ra giống như là địa tử một quân không mất kỳ thực không phải vậy thiên tử từng bước sát cơ địa tử muốn phá cục hầu như không thế ở đây sao nguy cơ tình huống chu thiên nhưng hai tay phân biệt rơi vào hạ bộ cùng trung lộ quả thực chính là tự chịu diệt vong ở tề vân hạc nghĩ đến loại này cục nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế phá tan một đường xu hướng suy tàn lấy này một đường là dẫn mới có thể nghịch chuyển ván cờ mà chu thiên loại này đông một cước tay một cước chơi cờ phương pháp quả thực là hồ đồ. Ngay ở tề vân Hạc chuẩn bị lên tiếng đánh gãy chu thiên thời gian, chu thiên đệ tam tay cũng thuận theo hạ xuống, này một tay chu thiên rơi càng quỷ dị, kế hạ bộ cùng trung lộ sau khi, chu thiên dĩ nhiên lựa chọn ra đi. Ba nước cờ dĩ nhiên lựa chọn ba đường. Tề Vân Hạc trong lúc nhất thời suýt chút nữa cười ra tiếng. Tiểu tử này điên rồi sao? Lẽ nào hắn muốn cùng thời bàn hoạt ba đường? chuyện này căn bản là là chịu chết được rồi. Tề Vân Hạc lắc lắc đầu, mà Chu Thiên đệ tứ tay cũng hạ xuống, Chu Thiên đệ tứ tay lần thứ hai rơi vào lại đường, mà hắn này một tay hạ xuống thời gian Tề Vân Hạc lại phát hiện không đúng địa phương. Tiểu tử này tổng cộng rơi xuống bốn tay, trực tiếp hạ bộ, củ trung lộ, đệ tam trên tay đường, này đệ tứ tay lại trở về lại đường. Sao xem ra giống như là làm xăng làm bậy, nhưng là tề vân hạc lại phát hiện chu thiên mỗi một món hạ xuống đều dẫn tàn cục thiên tử theo hắn tiết tấu mà đi Tỷ như chu thiên trực tiếp rơi vào hạ bộ thiên tử cũng theo đến lại đường cũ trung lộ thiên tử cũng đến trung lộ đã như thế giống như nguyên bản địa tử bị động cục diện thay đổi tiết tấu lẽ nào tiểu tử này muốn dùng phương pháp này dây từ bản thân tiết tấu trong lúc nhất thời tề vân hạc sắc mặt thay đổi hắn không phải là lục quần Lục quần mặc dù sẽ chơi cờ, nhưng cũng chỉ là sẽ chơi cờ. Lục quần đối với cờ đạo hiểu rõ dùng tệ vân hạt lại nói chính là nhập môn đều vào không được loại kia. Mà lúc trước Chu Thiên Kinh thế chi cục mở đầu cùng hiện tại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, xem ra là từng bước nguy cơ, trên thực tế nhưng không phải vậy. Chính mình mỗi một bước đi ra trên thực tế đều là ở kéo tiết tấu, một khi tiết tấu ở tay, như vậy phản công cũng chỉ là một cái thời gian dài ngắn thôi xem tới đây tề vân hạc trong lòng có chút giật mình người khác dưới tàn cục đều là nghĩ làm sao ngăn chặn thiên tử thế tiến công này vô hình trung liền mất đi tiết tấu nhưng là tiểu tử này nhưng hoàn toàn mặc kệ thiên tử đi như thế nào chính là không ngừng kéo chính mình tiết tấu chu thiên đệ ngũ tay lần thứ hai rơi vào trung lộ dẫn tới thiên tử tiếp tục theo hắn mà đi sau đó chu thiên hạ xuống quân tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh hạ trung thượng hạ trung thượng liền như thế không ngừng ở ba đường đi tới trong lúc vô tình đã có hơn hai mươi tay hạ xuống mà thiên tử lúc này thật giống như một cái khắp nơi bù lậu người xem ra có chút lúng cuốn tay chân tiết tấu đã dần dần bị chu thiên nắm ở trong tay làm chu thiên thứ ba mươi tay hạ xuống thời gian rốt cục thay đổi chính mình hạ trung thượng lặp lại bỗng nhiên từ hạ bộ bắt đầu phát động thế tiến công mà chu thiên này đột nhiên biến hóa đánh tàn cục có chút không ứng phó kịp bởi vì này phía trước ba mươi tay đã để ba đường tình thế phát sinh một chút nghịch chuyển Nguyên bản liền còn có sinh cơ ra đi, xem ra sinh cơ càng thêm dồi dào, dường như bất cứ lúc nào muốn phá tan tầng tầng vây nhốt, trung lộ biến hóa không lớn, hạ bộ xem ra vẫn là tử cục. Thế nhưng làm chu thiên này một tay hạ xuống thiên tử, nhưng không được không bù phòng ra đi, bởi vì một khi ra đi bị phá tan, ván cờ thì khó rồi. Khá lắm. Nhìn thấy này một tay Tề Vân Hạc lúc này cũng theo kích chuyển động chính mình bận việc nửa năm đều không thể tìm tới sinh cơ ván cờ lại bị Chu Thiên trong lúc nhấc tay cho triệt để mở ra, nhưng Tề Vân Hạc không hiểu chính là, ra đi tình thế giỏi như vậy, tiểu tử này tại sao không thừa thắng xong lên đây? Rất nhanh Tề Vân Hạc liền rõ ràng tại sao. Làm Chu Thiên dưới một tay hạ xuống thời gian Tề Vân Hạc cả người đều ở tại tại chỗ. Tàn cục thiên tử bởi vì e ngại ra đi bị công phá bù phòng ra đi muốn phải tiếp tục vây nhốt nhưng lạ nậy một tay bù phòng nhưng bởi vì không có đuổi tới chu thiên tiết tấu liền thấy nguyên bản tử cục hạ bộ bỗng nhiên bị chu thiên một quân đảo loạn nguyên bản tử cục trong nháy mắt đã biến thành đuổi tới đường như thế có chứa sinh cơ Hư! ngươi nếu là thả ra ta ra đi ta còn không dễ xử lý nhưng ngươi muốn tiếp tục vây nhốt ta ra đi vậy ta liền hai đường nở hoa chu thiên lúc này lại giống như đã biến thành một cái chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân địa tử ở tây thiên hạ ta có Tề Vân Hạc nhìn trong nháy mắt bị bàn hoạt trên dưới hai đường trong lúc nhất thời trong lòng khiếp sợ đã khó có thể dùng lời diễn tả được. Nếu nói phía trước Chu Thiên chết sống đem ra đi mở ra làm cho nguyên bản thiên tử áp chế trở nên không như vậy nghiêm mật, như vậy hiện tại tử đã hoàn thành nghịch chuyển, thiên tử đã từ vi hai đường thả một đường sinh cơ cục diện đã biến thành địa tử hai đường nở hoa, chỉ có trung lộ tạm thời bị áp chế. Lúc này địa tử ba đường có hai đường đã sáng lên chiến đao muốn đột phá trùng vây, đặc biệt hạ bộ thiên tử càng là tràn ngập nguy cơ. Thiên tử lấp lóe, lần thứ hai bù phòng hạ bộ. Nhìn thấy này một tay chu thiên nở nụ cười. Ngươi nếu là tiếp tục buộc ta ra đi ta ngược lại thật ra còn có chút lo lắng, hiện tại ngươi chỉ có thể chết rồi. Thiên tử bù phòng hạ bộ, chu thiên nhưng không có quản nó, mà là một quân rơi vào trung lộ. Này một quân trực tiếp dẫn tề vân hạt gọi lên. Diệu A, Diệu. Tề Vân Hạc lời nói hạ xuống Chu Thiên bị sợ hết hồn khi thấy phía sau Tề Vân Hạc thời gian hầu như bản năng liền chuẩn bị đứng lên đến, nhưng hắn vẫn không có đứng lên đến liền bị Tề Vân Hạc đè xuống chỉ tay trước mặt tàn cục nói. Tiếp tục. Được Tề Vân Hạc khẳng định, Chu Thiên cũng không do dự nữa, hắn lần thứ hai một tay rơi vào trung lộ, mà này một quân hạ xuống Tề Vân Hạc đã rõ ràng Chu Thiên ý nghĩ. Đầu tiên bàn sóng được dưới hai đường bức tàn cục lúng cuốn tay chân rơi vào Chu Thiên chính mình tiếc tấu, sau đó chân chính sát cơ nhưng không phải trên dưới hai đường, mà là xem ra âm u đầy tử khí trung lộ. Quả nhiên, hiện tại Chu Thiên này một quân hạ xuống, nguyên bản âm u đầy tử khí trung lộ chiến đao vung vẫy, thổi lên xung phong kèn lệnh. Chu Thiên như tọa trấn trung quân thống suất, trong tay hắn nắm một cái không nhìn thấy chiến đao, nhưng chính là này không nhìn thấy chiến đao nhưng ra khỏi vỏ liền giết người. Chém! Chu Thiên một quân hạ xuống liền thấy Trung quân dết ra khỏi trùng vây trong nháy mắt dết vào thiên tử trong trận doanh. Thời khắc này địa tử Trung quân như một cái sắc bén nhất chiến đao, mạnh mẽ xen vào thiên tử trái tim. Trung lộ thế không thể đỡ. Tề Vân Hạc trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt này bàn cục, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt đối không thể tin tưởng này bị nhốt chính mình nửa năm ván cờ dĩ nhiên ở Chu Thiên trong lúc phất tay nghịch chuyển càng khôn, hình thành tuyệt sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 44 Gậy ông đập lưng ông Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trung lộ thế không thể đỡ Đúng, chính như Tề Vân Hạc nhìn thấy, lúc này Chu Thiên trung lộ thế không thể đỡ Lực lượng mới xuất hiện trung lộ như một cái sắc bén nhất chiến đao, xuất hiếu liền muốn thấy máu. Lúc này lưỡi đao vung vẩy, trung quân thiên tử trong nháy mắt bị chém vết hai viên quân cờ. Nhưng chuyện này cũng không hề là đáng sợ nhất, một bạn trong ván cờ ném mất hai viên quân cờ không có cái gì, nhưng là một khi làm mất đi cái kia một cổ khí, như vậy liền khó có thể cứu vãn lại. Ở trong mắt Tề Vân Hạc, lúc này thiên tử đã mất đi cái kia sợi nhuệ khí, trung lộ bị địa tử phá tan sau khi đã từ bỏ thế tiến công bắt đầu thủ. Thủ được A. À. Tề Vân Hạc ở đáy lòng hô to một câu, giống như ở đối ứng hắn câu nói này như thế, Chu Thiên lấy trung lộ là cục bắt đầu điên cuồng phóng xạ trên dưới hai đường, cục diện hoàn toàn bị mở ra. Thượng Trung hạ ba đường hình thành tam xoa kích tư thế, bốn, nằm trong tay hạ bộ thiên tử lại thất một quân, bắt đầu rùa rụt cổ phòng thủ. Trên dưới hai đường vây kín trong nháy mắt đánh thiên tử quân lính tan rã. Trung hạ hai đường nở hoa, ra đi dường như cảm thấy bị cướp danh tiếng như thế, nháy mắt trở nên lộ hết ra sự sắc bén, bắt đầu từng tận áp sát. Ra đi địa tử đẩy, thiên tử thủ, nhưng là thiên tử quan tâm không để ý dưới, ngay ở thiên tử vừa chống lại ra đi một làn sóng thế tiến công thời gian trung hạ hai đường đã triệt để đánh điên rồi. Dết. Chu thiên một chữ, dết, lối ra trong tay quân cờ cũng rơi vào trên bàn cờ, này một quân hạ xuống càng khôn đã định. Trung hạ hai đường vây kín tư thế trực tiếp tiêu diệt thiên tử bảy viên quân cờ, thất tử hàng loạt lại bị địa tử một lần đánh giết. Khi này thất tử bị đồng thời đánh giết thời gian bàn cờ cũng thuận theo khôi phục lại nguyên bản gián dấp, rất hiển nhiên Chu Thiên ở trong khoảnh khắc đã hoàn thành phá cục. Vậy thì phá. Nhìn khôi phục nguyên dạng ván cờ tề vân hạt thẳng đến lúc này đều còn có chút hỗn loạn, trong đầu của hắn ở tái hiện Chu Thiên từ bắt đầu đến cuối cùng thủ thắng mỗi một bước. Trước tiên lấy nhiễu loạn hình thành chính mình tiết tấu, lại lấy một đường quấy rầy đối phương tiết tấu, sau đó hai đường là dẫn bức bách thiên tử đổi công làm thủ ở thiên tử tối lún cuốn tay chân thời gian trung quân sát chiêu đột tiến đánh đối phương một trở tay không kịp để ván cờ triệt để đã biến thành địa tử tiết tấu tề vân hạc biết tất cả những thứ này nói đến đơn giản thế nhưng không nghi ngờ chút nào từ chu thiên đệ một quân hạ xuống hắn đã mưu tính toàn cục hắn thắng lợi là không thể chống đối hoặc là nói kỳ thực hắn đệ một quân hạ xuống cũng đã nhất định thiên tử nhất định vỡ bàn nhìn đã từ chỗ ngồi đứng lên đến chu thiên tề vân hạc trong lòng phi thường phức tạp này không phải cờ thuật thiên tài chuyện này căn bản là là một cái cờ thuật đại sư tầm thường người trẻ tuổi chơi cờ cũng có đi đẹp đẽ nhưng nhưng chưa bao giờ có ai có thể từ đầu tới cuối mãn bàn nắm chắc chu thiên biểu hiện ra trầm ổn cùng khí thế loại này hoàn toàn là một cái cờ đạo đại sư mới nên có tề trưởng lão chu thiên liên tiếp kêu hai tiếng mới đưa tề vân hạc tỉnh lại Tề Vân Hạc lần thứ hai nhìn phía Chu Thiên trong lòng không khỏi đang suy nghĩ. Nếu người này linh căng trác việc, như vậy hắn tiến vào huyển Thiên Tông, sợ rằng tương lai có thể dẫn dắt toàn bộ huyển Thiên Tông leo lên một cái trước nay chưa từng có thời đại. Mọi người đều biết huyển Thiên Tông lấy huyển thuật cùng trận pháp nổi tiếng thiên hạ, Huyễn thuật thoát thai từ trận pháp, mà trận pháp lại thoát thai từ này tinh la kỳ. Tinh la kỳ đạo cao thâm khó dò, cao thủ bày trận như sau một bàn đại đại tinh la kỳ như thế ung dung thoải mái có thể nói mỗi một huyễn thuật trận pháp đại sư đều tuyệt đối là tinh la kỳ đạo đại sư có thể những đại sư kia không không phải là bởi vì năm rộng tháng dài tôi luyện mới có loại kia thành tựu chu thiên mới bao lớn hắn có thể ở tinh la kỳ trên lấy như vậy tuổi tác nhưng làm được đại sư chi đạo tề vân hạc không dám tưởng tượng nhân vật như vậy nếu trải qua hệ thống dạy dỗ sau khi sẽ nhấc lên cỡ nào bảo tác đáng tiếc thiên bất toại người nguyện, như vậy một cái đủ để đem huyển thiên tông dây cái trước hoàn toàn mới độ cao tuyệt thế kỳ tại nhưng chỉ là hạ phẩm tạp linh căn chuyện này. Không có đại sư có thể dạy dỗ như ngươi vậy học sinh. Tề Vân Hạc xem qua Chu Thiên kiểm tra ghi chép, mặt trên ghi chép Chu Thiên từ nhỏ từng cùng cho rằng họ triệu thần bí cơ thuật đại sư đã học. Lúc đó Chu Thiên như vậy nói thời điểm lục quần tin tưởng, thế nhưng Tề Vân Hạc bây giờ nhìn đến tất cả những thứ này cũng tuyệt đối không tin. Tề Vân Hạc tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng ở Cờ Đạo cũng tuyệt đối được cho một cái đại sư cấp nhân vật, Tề Vân Hạc tuyệt đối không tin cõi đời này có người có thể để một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử trở thành Cờ thuật đại sư. Nói trắng ra Tề Vân Hạc biết, có lẽ có người thật sự đã dạy Chu Thiên, thế nhưng không nghi ngờ chút nào Chu Thiên là bản thân ở Cờ thuật một đạo thiên phú dị bẩm, sư phụ chỉ cần đem dẫn vào cửa, như vậy hắn Cờ Đạo liền có thể đủ một cách tự nhiên trở thành đại sư cấp nhân vật đây là ngộ tính đây là trí tuệ đây là một loại thiên phú đây căn bản không phải đơn thuần giáo liền có thế đủ dạy dỗ đến nghe được tề vân hạc chu thiên trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình lúc trước lập đi ra thần bí lão và họ triệu truyền thụ cờ đạo đã bị vạch trần nhưng chu thiên vẫn chưa hoang mang mà là ông quyền thi lễ nói tề trưởng lão phải làm là cờ thuật đại sư sau đó mong rằng tề trưởng lão nhiều chỉ điểm ta có thể chỉ điểm không được ngươi tề vân hạc nghe được tiểu tử này suýt chút nữa ngất đi liền chính ta đều không phá ra được tàn cục ngươi phá cho ta hiện tại còn điềm mặt nói với ta chỉ điểm ngươi này không phải đánh ta mặt sao nghĩ tới đây tề vân hạc cũng bị kích động ra khí đến trừng chu thiên một chút sau chỉ tay trước mặt bàn cờ nói chúng ta ván kế tiếp tề trưởng lão ta còn có rất nhiều vườn thuốc muốn tưới nước đây tề vân hạc vô liêm sĩ tiểu tử này quá vô liêm sĩ hắn lúc này nói lời này có ý gì đánh mặt của mình có thể biết rõ là làm mất mặt tề vân hạc còn nói cũng không được gì hôm nay không cần ngươi tưới nước đến chúng ta đi một ván tề trưởng lão ta còn muốn đoán thể đây ngươi cũng biết ta bây giờ đoán thể đã bị hạ xuống thật lớn một khoảng cách tề vân hạc giảo hoạt tiểu tử này đã không chỉ là vô liêm sĩ hắn là giảo hoạt, hắn lời này có ý gì? Oán giận chính mình. Nhưng là loại này oán giận không phải là đánh chính mình mặt sao? Nói được lắm như hắn bị hạ xuống đều là do vì chính mình như thế. Liên tiểu tử ngươi hà phẩm tạp linh căn, tu luyện nữa cũng không thể đuổi được những đệ tử nội môn kia. Nỗ lực luôn có thể thu nhỏ lại chênh lệch mà. Chu Thiên không chút nào tức giận, tiếp tục cười khanh khách nhìn Tề Vân Hạc. Nguyên bản Chu Thiên nếu như trực tiếp đáp ứng, Tề Vân Hạc tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, nhưng là Chu Thiên càng là như thế từ chối, trong lòng hắn liền càng là cùng mèo con bắt được như thế lòng ngứa ngáy khó nhìn, nhìn tiểu tử này một mặt đầu trộm đuôi cướp dáng dấp Tề Vân Hạc rõ ràng, tiểu tử này không chỉ có là cờ đạo đại sư, càng là tặc đạo đại sư a. À. Được, ngươi không phải là muốn tu luyện sao? Lấy ngươi hạ phẩm tạp linh căn, Trừ Phi có đoán thể đang, bằng không tuyệt đối không thể đuổi theo những người khác. Hôm nay ngươi theo ta đi một ván, nếu ngươi có thể thắng ta, như vậy ta liền cho ngươi một viên đoán thể đan. Được. Làm Tề Vân Hạc nói ra đoán thể đan thời gian, Chu Thiên không chút do dự liền đáp ứng rồi. Từ Tề Vân Hạc đưa ra muốn ván kế tiếp bắt đầu, Chu Thiên cũng đã đang tính toán, hắn nói tới mỗi một câu nói từ tâm lý học góc độ tới nói đều là một loại ám chỉ, hắn đang không ngừng ám chỉ Tề Vân Hạc, ta thiên phú không được, nhưng là ta rất nỗ lực, ta nghĩ đuổi theo những người khác ngươi theo ta chơi cờ làm lỡ thời gian của ta để ta không đuổi kịp những người khác. Loại này ám chỉ tề vân Hạc đương nhiên rõ ràng, nguyên bản hắn có thể từ chối xoay người rời đi, nhưng hắn chính là lòng ngứa ngáy khó nhìn, biết rõ Chu Thiên là gậy ông đập lưng ông, hắn nhưng không được không nhảy vào đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Hai cánh cùng bay bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com là tề vân hạc cho mình một cơ hội để cho mình có thể ở lại chư thiên đạo chu thiên rất cảm kích tề vân hạc nhưng cảm kích không phải nói gì nghe nấy không có chủ kiến thật giống như hiện tại này đoán thể đang đối với tề vân hạc tới nói không coi là quý giá nhưng là đối với chu thiên tới nói chính là hy vọng hơn nữa từ đầu tới cuối chu thiên đều không có bức bách tề vân hạc nắm đoán thể đan mà là để tề vân hạc chính mình nói ra hơn nữa này Đoán Thể đang cũng không phải vô duyên vô cớ đưa cho Chu Thiên, là có một cái tiền đề, nhất định phải Chu Thiên có thể thắng mới có thể. Đoán Thể đang đối với mình quá trọng yếu, này một ván bất luận làm sao cũng nhất định phải thắng. Tề Vân Hạc đem tàn cục lấy đi bày xuống một cái không bàn cờ, sau đó chỉ tay một cái thiên địa hai quân nói: "Ngươi trước tiên chọn đi." Thiên tử. Chu Thiên trực tiếp nắm qua thiên tử, xem Tề Vân Hạc lại là một trận hoảng sợ phải biết, tinh la kỳ phân thiên địa hai quân, nhưng là thiên địa hai quân quy tắc nhưng tuyệt nhiên không giống, dù cho là bình thường cờ thuật đại sư thông thường cũng đều là một quân hung mảnh, tuyệt đối không thế thiên địa hai quân đều hung mảnh. Trước tề vân hạt nhưng là tận mắt chứng kiến chu thiên địa tử hung ác trình độ, hiện tại tiểu tử này nhưng lựa chọn thiên tử, lẽ nào hắn thiên tử càng thêm lợi hại. Tề Vân Hạc không chút biến sắc nắm qua địa tử, này hai phe đấu cờ, bàn cờ cũng như chiến cuộc, nếu trên mặt chính mình hơi có biến hóa chẳng khác nào là nói cho người khác biết chính mình nội tâm sợ hãi, này vô hình trung sẽ yếu đi khí thế của chính mình. E sợ liền tề vân hạt chính mình cũng không có ý thức đến, thời khắc này hắn càng nhưng đã đem chu thiên cùng mình đặt ở một cái hoàn toàn đúng các loại, chờ, địa vị. Đung 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 đung. Bốn viên chim tinh vị địa tử từ tề vân hạt trong tay hạ xuống, trên dưới hai đường các một viên, trung lộ hai viên, xem ra Tề Vân Hạc là dự định lấy trung lộ làm chủ, trên dưới hai đường hai cánh cùng bay. Nhìn thấy Tề Vân Hạc hạ xuống quân, Chu Thiên trong lòng cũng đã rõ ràng Tề Vân Hạc tuyệt đối là một cao thủ, địa tử mỗi một nước cờ vốn là không nhiều, nhưng là Tề Vân Hạc nhưng vẫn như cũ dám đem bốn viên cực kỳ trọng yếu chim tinh vị quân cờ bố trí hai cánh cùng bay trận hình này không chỉ có là tự tin, càng là một loại thủ đoạn. Chu Thiên suy nghĩ trong rã bốn năm phút đồng hồ, Tề Vân Hạc vẫn chưa dục hắn mà là liền như vậy lẳng lặng chờ đợi. Rốt cục, Chu Thiên Tây di chuyển, thời khắc này Chu Thiên cảm giác mình giống như hóa thân trở thành thống suất một trăm vạn đại quân tướng quân, trong tay hắn thiên tử chính là mình chiến sĩ. Thiên tử chủ công, coi trọng chính là một cổ quyết chí tiến lên khí thế. Chu Thiên sở dĩ lựa chọn thiên tử cũng là như vậy. Chu Thiên cờ nếu là dùng một chữ tới nói chính là một chữ, giết. Yes. Chu Thiên mỗi một bước cờ đều giấu giếm sát cơ, đi qua chu thiên đều là lấy địa tử tới làm vết cờ. Nhưng địa tử bản thân nhưng thiếu một cổ tử sát khí, không cách nào đem chu thiên loại kia ổn chuẩn tàn nhẫn cờ phong triệt để phát huy được. Mà ngày hôm nay lựa chọn thiên tử chu thiên chính là quyết định chú ý, bàn cờ này chính là muốn giết. Muốn giết ra bản thân uy thế. Không chỉ có muốn mượn thiên tử oai càng muốn mượn cái kia đoán thể đang mà hình thành tất phải giết niệm, một niệm thành sát thế không thể đỡ. Đúng đúng. Hai viên thiên tử hạ xuống chu thiên thiên tử trong nháy mắt đã biến thành một nhánh tỏa ra khí tức sơ sát quân đội, ép thẳng tới tề vân hạt trung lộ. Ngươi không phải muốn hai cánh cùng bay sao? Ta liền tụ ba đường thành một đường, một trăm vạn đại quân đập nội dìm thuyền liều chết đến cùng đánh với ngươi một trận. Chu thiên quân cờ hạ xuống tề vân hạt cũng là cả kinh, nhưng kinh sợ đến mức đồng thời tề vân hạt nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, đại sư Chi Phong hiển lộ không thể nghi ngờ. Tề Vân Hạc cầm trong tay địa tử một chút suy tư một quân rơi vào trung lộ, cùng chim tinh vị quân cờ kêu gọi kết nối với nhau chống đối Chu Thiên sát yến ngút trời. Ngươi không ngăn được ta. Chu Thiên lúc này hình cùng điên cuồng. Này một ván không thể thua, cũng không thua nổi. Thua không chỉ có là chính mình cờ, vẫn là đoán thể đang, vẫn là chính mình hy vọng, vì lẽ đó này một ván thần cản giết thần Phật chặn giết Phật. Một tay hai quân tiếp tục rơi vào trung lộ trung lộ sát cục đã hiện, Chu Thiên rất nhiều không chém địa tử thề không trả tư thế. Đối mặt Chu Thiên gần như điên cuồng trung lộ đánh mạnh, Tề Vân Hạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước mặt người trẻ tuổi âm thầm hoảng sợ. Ván cờ như chiến trường, người trẻ tuổi này quân cờ khắp nơi đều lộ ra hắn cái kia quyết chí tiến lên chiến ý, đáng sợ cực kỳ. Nhưng Tề Vân Hạc cũng không có bị Chu Thiên quyết chí tiến lên bị dọa cho phát sợ, con cờ trong tay tiếp tục ở trung lộ bố phòng, hắn biết nhiều nhất mười tay bên trong trung lộ tuyệt đối sẽ phát sinh kinh thiên đại chiến hai phe cờ một tay tiếp một tay hạ xuống quân nhanh chóng mười tay sau khi ván cờ bắt đầu dần dần minh lãng quả nhiên mười tay sau khi trung lộ phát sinh kinh thiên đại chiến chu thiên rút kiếm nộ chỉ thiên tử phát động như thủy triều điên cuồng xung phong tề vân hạc cờ thuật cao siêu đối mặt chu thiên không muốn sống điên cuồng xung kích hắn lâm nguy không loạn trấn thủ trung quân Trung Lộ cùng Chu Thiên một bên đánh vừa lui muốn đem chiến cuộc kéo dài. Ngươi đi không được. Chu Thiên trong tay thiên tử lại rơi, để Tề Vân Hạc giật mình một mạng phát sinh. Thời khắc này Chu Thiên dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua chính mình hai quân trực ép mình trung quân. Ngươi giết hay là không giết? Giết ta hai quân ngươi cũng chỉ có thể theo ta tiếp tục chính diện mà chiến, nếu như không giết ta hai quân ngươi liền đi không được. Đây là một loại gần như điên cuồng đấu pháp. Tề Vân Hạc chơi cờ nhiều năm qua chưa từng gặp Chu Thiên như thế khủng bố công kích. Từ thứ 10 tay bắt đầu Chu Thiên ngay ở khiêu chiến. Không ngừng mà khiêu chiến. Hắn cờ phong không có một chút nào kéo dài, mỗi một bước đều là lấy chiến là mục đích, hiện tại này một tay hạ xuống càng là đem cái này chiến tự đẩy lên đỉnh phong. Thiên tử chủ động đưa lên hai quân làm cho người ta song sát khiêu chiến, nếu như là không người có kinh nghiệm nhất định sẽ không chút do dự giết chết thiên tử hai quân, nhưng cờ đi tới hiện tại tề vân hạc chính mình làm mất đi hai quân mặc dù giết thiên tử cũng không cách nào làm được thiên băng nhiều nhất trở lại bắt đầu nhưng là hiện tại giết thật sự có thể trở lại bắt đầu sao không thế đây chính là chu thiên đáp án lúc này tề vân hạc hoặc là bỏ lại ba quân lùi về sau hoặc là liền giết chết chính mình hai quân cùng chính mình chính diện mà chiến bất luận làm sao cuối cùng tề vân hạc cũng không thể toàn thân mà lùi Tề Vân Hạc cầm trong tay địa tử thật lâu không thấy hạ xuống. Chiến. Bất chiến. Tề Vân Hạc ở trong lòng không ngừng hỏi mình, có thể chuyện đến nước này mình có thể lùi đạt được sao? Tề Vân Hạc cờ phong kém xa Chu Thiên sắc bén, nếu như nói Chu Thiên là tối kiếm sắc bén, như vậy Tề Vân Hạc chính là kiên cố thuẫn, Chu Thiên kiếm không ngừng đến đâm ngươi thuẫn, ngươi lùi một bước ta bước một bước, hoàn toàn không cho ngươi chút nào cơ hội thở lấy hơi. Chiến. Tề Vân Hạc cũng bị bức nổi giận. Chính mình chơi cờ nhiều năm như vậy, chưa từng bị người bức không dám đánh một trận. Chẳng lẽ mình sẽ bị một người trẻ tuổi sợ đến liền chiến cũng không dám. Một quân hạ xuống chém liên tục Chu Thiên hai viên thiên tử, hiển nhiên Tề Vân Hạc cũng dự định cùng Chu Thiên một kích. Các loại, chờ, chính là người đến chiến. Chu Thiên hai quân bị giết chút nào đều không có bất kỳ ủ rũ, lần thứ hai hai quân hạ xuống, ván cờ đột biến, nguyên bản là một công một thủ trong nháy mắt đã biến thành hai phe bắt đầu điên cuồng cắn giết. Thiên tử cùng địa tử điên cuồng đối công, một tay, hai tay, ba tay, năm tay, mười tay. Mười tay sau khi ván cờ đã triệt để minh lãng. Thiên tử vốn là chủ công, như một trăm vạn phạt thành đại quân, thế không thể đỡ, mà địa tử đang công kích một đạo so sánh với thiên tử làm sao có khả năng chống đối lúc trước Chu Thiên Kinh thế chi cục cũng không dám dường như Tề Vân Hạc như bây giờ mở màn bất quá 20, 30 tay liền điên cùng đối công, Chu Thiên là từng bước một dẫn thiên tử vào cuộc cuối cùng mới quy mô lớn phản công một lần định càng khôn. Mà vào giờ phút này Chu Thiên trăm vạn hùng binh ở tay, kiếm chỉ bầu trời, ai có thể kháng cự? Ai dám chặn? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Tâm Phục Khẩu Phục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chỉ xem Chu Thiên chơi cờ, có thể cảm nhận được Chu Thiên trong ván cờ ngập trời chiến ý. Nhưng cảm nhận được chiến ý nhưng không nhất định có thể chân chính lãnh hội chiến ý mạnh bao nhiêu. Chỉ có chân chính cùng Chu Thiên đối chọi mới có thể rõ ràng cái gì gọi là khí thế như cầu vồng, cái gì gọi là thế không thể đỡ không nghi ngờ chút nào lúc này tề vân hạc đang ở trong ván cờ liền thiết thân thực địa cảm nhận được tất cả những thứ này chu thiên sự công kích này đã không đơn thuần là công kích người thường chơi cờ mặc dù là thiên tử chủ công cũng sẽ đang công kích sau khi đi phòng thủ tới một tay hai tay có thể chu thiên hoàn toàn không nói lý thủ ta không biết cái gì là thủ ta trăm vạn hùng binh chính là muốn công không phá quân địch thề không trả Chu Thiên mỗi một bước cờ đều là một chữ, chiến. Đã thương địch thủ ba nghìn tự tổn tám trăm. Đây chính là Chu Thiên đấu pháp. Nhưng dù là loại này đấu pháp nhất làm cho người khó có thể chống đối. Một cái đối thủ nếu như có kiên dè, dạ, có phòng thủ, như vậy hắn liền nhất định có kẻ hở. Cõi đời này chưa từng có không chê vào đâu được phòng thủ. Nhưng là một cái đối thủ nếu như toàn không kiên dè dạ đem hết thảy phòng thủ đều từ bỏ dùng điên cùng công kích đi đánh ngươi vậy làm sao bây giờ. Lúc này Chu Thiên chính là như vậy, ta không sợ ngươi thương ta, ta để ngươi thương ta, nhưng ngươi muốn đã thương ta nhất định phải muốn trả giá so với ta nặng nề gấp 10 lần đánh đổi. Hiện tại Tề Vân Hạc có chút hối hận chính mình nhất thời kích động cùng Chu Thiên đối công. Bởi vì hai người đi rồi bất quá hơn 30 tay, mình đã bị áp chế có chút thở không nổi. Tề Vân Hạc từ 10 tay trước liền đang đợi chỉ cần Chu Thiên có một tia chần chờ, như vậy hắn liền có thể đủ lập tức được thở dốc, sau đó ổn định ván cờ. Nhưng Chu Thiên quá hung, hắn không có thở dốc, hoàn toàn không cân nhắc bất kỳ phòng thủ, mỗi một bước đều là giết địch 3000 tự tổn 800 đấu pháp. Nhưng dù là loại này đấu pháp bức Tề Vân Hạc hoàn toàn không dám đi giết, cho tới ngắn ngủi trong chốc lát Tề Vân Hạc liền ném mấy tử tràn ngập nguy cơ. Không thể lui được nữa, tiến vào không thể tiến vào. Tề Vân Hạc biết ván này chính mình thắng không được. Không trách tiểu tử này chọn thiên tử, thiên tử chủ công, phối hợp hắn loại này quyết chí tiến lên nhưng cầu một trận chiến khí thế quả thực chính là thế không thể đỡ. Nếu chính mình nắm thiên tử đi theo chu thiên địa tử đánh, Tề Vân Hạc cảm giác mình cùng hắn thắng bại ở tỷ lệ 5 năm, nhưng là một khi để cái này cờ phong như ma gia hỏa bắt được thiên tử, phối hợp hắn ngập trời chiến ý, chính mình hoàn toàn không có cơ hội thủ thắng. Ai từng thấy chơi cờ hoàn toàn không bày trận từ trực tiếp bắt đầu chính là khiêu chiến. Hơn nữa quân cờ của ngươi bản thân liền là chủ công, ngươi còn không phải buộc chủ thủ quân cờ đi ra cùng ngươi đối công, chuyện này căn bản là không nói lý a. À. Bàn cờ như chiến trường, thời khắc này Tề Vân Hạc không lời nào để nói, hắn biết ván này chính mình thua, không phải là mình cờ thuật so với Chu Thiên kém, mà là chính mình thế bị người ngăn chặn. Trong tay địa tử không có tiếp tục hạ xuống, Tề Vân Hạc đã đứng dậy, cầm trong tay địa tử tùy ý bỏ vào trên bàn cờ hắn từ bỏ. Tiểu tử, xem ra ngươi nắm thiên tử ta là không thể thắng ngươi. Này đoán thể đang quy ngươi. Bất quá lần sau tái chiến ngươi liền không thể bắt được thiên tử. Tề Vân Hạc đem một viên đoán thể đang phóng tới trên bàn cờ. Từ trong ván cờ đi ra Chu Thiên chút nào không nhìn thấy trong ván cờ loại kia gần như điên cuồng biểu hiện, trên mặt của hắn tràn đầy hờ hững, đối với Tề Vân Hạc chắp tay hành lễ nói, đa tạ tề trưởng lão. Không cần cảm ơn ta, này không phải ta ban tặng ngươi, đây là ngươi dựa vào bản lãnh của chính mình thắng đến, ai cũng nói không chừng cái gì. Tề vân hạt này lời nói xong xoay người rời đi. Mà lời nói của hắn cũng làm cho Chu Thiên trong nháy mắt rõ ràng, nếu này đoán thể đang xem như là tề vân hạt cho mình, như vậy liền trái với tông môn quy định, nhưng là nếu như này đoán thể đang là chính mình chơi cờ thắng đến tiền đặt cược, như vậy coi như đạo chủ đến rồi cũng không thể nói gì được đi bàn cờ này từ đầu tới đuôi dù cho là lợi hại nhất đại sư đến xem đều có thể rõ ràng tề vân hạc không có một chút nào nhường hoàn toàn là đem hết toàn lực cùng chu thiên một trận chiến chỉ bất quá chu thiên thiên tử quá khủng bố chu thiên thiên tử hầu như đánh đâu thắng đó không gì không đánh được chiều hướng phát triển tề vân hạc thua tâm phục khẩu phục vì lẽ đó này đoán thể đang là tiền đặt cược cùng tông môn không có một chút nào quan hệ, ai cũng nói không chừng cái gì chuyện phím. Nghĩ thông suốt những này Chu Thiên đối với dần dần đi xa Tề Vân Hạc lần thứ hai không lưng thi lễ một cái, ông lão này đem mình mang vào dược cốc tuy rằng thường ngày đối với mình mặc kệ không hỏi thậm chí ném cho mình một đống lớn tạp vụ xem ra chính mình giống như là bị trì hoãn thời gian, đoán thể bị những người khác hạ xuống. Nhưng tinh tế vừa nghĩ Chu Thiên rõ ràng, ở bất Chu Sơn Linh căn giải phong trước, chính mình nắm giữ chỉ là hạ phẩm tạp linh căn, coi như mình có càng thêm đầy đủ thời gian cũng không thế cùng những kia linh căn càng thêm xuất sắc người so với. Hay là chính mình tiền kỳ có thể dựa vào gấp bội nỗ lực cùng cái khác thiên tài ngang hàng, thế nhưng con đường tu luyện như leo núi, càng đi lên càng khó. Chính mình chỉ có thể bị càng kéo càng lớn, muốn vẹn vẹn dựa vào chăm chỉ cùng nỗ lực đuổi theo người khác cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông vì lẽ đó bất luận có hay không tạp vụ chính mình chung quy là không sánh được những người khác thế nhưng hiện tại nhưng không như thế hiện tại có này đoán thể đang dù cho chính mình thiên phú kém một chút có đầy đủ đoán thể đang cũng tuyệt đối có thể đem chính mình đoán thể xông lên tề vân hạc nhìn như là bị chính mình đặt bẫy lấy ra đoán thể đang kỳ thực không phải vậy ông lão này so với ai khác đều khôn khéo hắn tuy rằng lấy ra đoán thể đang nhưng tương tự cũng là nói cho chu thiên có thể hay không lấy đi là bản lãnh của ngươi. Chu Thiên dựa vào bản lãnh của chính mình được đoán thể đang ai cũng không nói ra được chuyện phím. Có thể như quả Chu Thiên không có bản lãnh này, cái kia đoán thể đang cũng sẽ không cho hắn. Vì lẽ đó vô hình trung kỳ thực này ván cờ cũng là một cái thử thách, hôm nay chính mình xem như là thông qua cái này thử thách, mà cuối cùng Tề Vân Hạc câu nói kia Chu Thiên cũng nhớ tới. Lần sau tái chiến tuyệt đối không thể để cho ngươi nắm thiên tử lần sau tái chiến. Chính là bốn chữ này bằng ở nói cho Chu Thiên, đoán thể đang ở chỗ này của ta, nhưng ta không thể trái với quy củ cho ngươi, nhưng là ngươi có thể nắm bao nhiêu nhưng xem bản lãnh của ngươi. Đây không thể nghi ngờ là cho Chu Thiên một cái hy vọng, một cái đuổi theo những người khác hy vọng. Đoán thể đang, dù cho là cái khác đệ tử nội môn cũng có cố định số lượng, trừ phi là có cái gì đặc thù cống hiến mới có thể được ngoài ngạch đoán thể đang nhưng hiện tại tề vân hạc đối với mình tới nói liền như là một cái vô hạn đoán thể đang kho báu chỉ cần mình có bản lĩnh đoán thể đang đó là cuồn cuồn không ngừng đến a à. thời khắc này chu thiên bắt đầu vui mừng cuối cùng lựa chọn chính mình chính là tề vân hạc nếu là các trưởng lão khác tuyển chọn chính mình như vậy cuối cùng chính mình không thể được đoán thể đang thậm chí cuối cùng sẽ bị đánh đuổi nhưng là hiện tại liền không giống nhau có tề vân hạc cái này vô hạn đoán thể đang kho báu đặt ở nơi đó hơn nữa chính mình nỗ lực đoán thể chín tầng còn có như vậy khó sao đệ tử nội môn còn có như vậy khó sao nắm trong tay viên này quý giá đoán thể đang chu thiên trên mặt lộ ra ý cười đoán thể chín tầng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đạt đến đoán thể chín tầng bình phục tâm tình chu thiên tiếp tục nấu nước đem hết thảy toàn bộ vườn thuốc tưới nước một lần đợi đến một ngày công tác toàn bộ sau khi hoàn thành chu thiên dùng đoán thể thuật để cho mình lần thứ hai trở nên tinh thần thoải mái Bất quá hôm nay Chu Thiên cũng không tính tiếp tục tu luyện đoán thể thuật, mà là chuẩn bị ăn vào đoán thể đan, xem trong tay viên này cũng không đáng chú ý đoán thể đan, Chu Thiên không khỏi đang suy nghĩ. Này đoán thể đan có thể hay không để cho ta đuổi theo những thiên tài đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Sương tím lần đầu hiển uy bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chu Thiên tưới nước công tác làm xong sau khi, trời cũng đã tối xuống. Chu Thiên không cần quá nhiều chuẩn bị công tác, dù sao khu vực này bên trong chỉ có mình và Tề Vân Hạc hai người, chính mình ở đây hai tháng bên trong ngoại trừ triệu dũng hầu như không có ai tìm đến mình, vì lẽ đó cũng đừng lo bị người quấy rối. Bên cạnh dòng suối nhỏ khoanh chân ngồi xuống, Chu Thiên đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen đoán thể đang ngoại trừ đang dược bản thân từ từ tản mát ra mùi thuốc ở ngoài hầu như không nhìn ra có cái gì chỗ độc đáo nhưng chính là như thế một viên nho nhỏ đang dược nhưng đủ bù đắp được chính mình thời gian rất lâu tu luyện đem đoán thể đang nuốt vào đại khái to bằng lông nhãn đoán thể đang vừa vào miệng liền tan ra biến thành một dòng nước ấm theo cổ họng mà xuống ngay ở chu thiên chờ đợi đoán thể đang hòa tan tiến vào toàn thân thời điểm đã thấy trong cơ thể một luồng tử khí nửa đường dết ra này tử khí xuất hiện vô cùng quỷ dị, nó giống như vẫn ẩn núp ở chu thiên trong cơ thể như thế, khi này đoán thể đang sức mạnh xuất hiện còn chưa hòa tan thời gian liền thấy tử khí trong nháy mắt bao vây lấy đoán thể đang đem đoán thể đang sức mạnh nuốt chửng lấy không còn một móng. Mịa nó. Mặc dù là chu thiên như thế nào đi nữa trầm ổn thời khắc này cũng không nhìn được mắng ra khẩu đến, này sương tím đến cùng đến từ nơi nào chu thiên đương nhiên biết, này chính là mình cái kia thần bí linh căng bất chu sơn chu vi sương tím, nhưng là này sương tím cũng quá không biết xấu hổ chứ. Chính mình liều cái mạng già làm ra một viên đoán thể đang liền như thế bị Linh căn cướp đi. Chu Thiên nổi giận, này phá Linh căn bình thường không giúp đỡ cũng là thôi, hiện tại còn ném đá giấu tay hủy chính mình, này Linh căn cũng quá hãm hại đi. Chu Thiên đương nhiên không cam lòng để cho mình nhọc nhằn khổ sở chiếm được đoán thể đang liền như vậy bị Linh căn cướp đi, Chu Thiên hầu như điều động chính mình toàn bộ tâm thần, lực lượng muốn phải bắt được sương tím đoạt lại chính mình đoán thể đan. Nhưng sương tím căn bản liền không để ý tới hắn, cũng lấy đoán thể đang thông dong lui về trong khí hải tất cả lần thứ hai bình tĩnh lại. Này tính là gì? Chu Thiên mở mắt ra đầy mặt cười khổ, thật vất vả chiếm được đoán thể đang liền như thế bị cướp đi rồi. Đây rốt cuộc là linh căn vẫn là giặc cướp? coi như là giặc cướp chính mình cũng hầu như có thể phản kháng một chút đi nhưng là này linh căng cùng chính mình là một thể chính mình làm sao phản kháng đào ra chính mình khí hải cái kia không phải phản kháng đó là tự sát ngay ở chu thiên một mặt bi thảm thời gian nhưng cảm giác mình trong khí hải tử khí lần thứ hai tuôn ra nhưng lần này sương tím nhưng chen lẫn một cổ sức mạnh của hắn sương tím trong nháy mắt du khắp cả chu thiên toàn thân chỗ đi qua nó mang theo nguồn sức mạnh kia bắt đầu cải tạo chu thiên toàn thân chuyện này đây là đoán thể đang sức mạnh nhưng là đây cũng quá hung mãnh đi chu thiên cảm thụ ở chính mình quanh thân đấu đá lung tung sức mạnh lực lượng này là thuộc về đoán thể đang nhưng cũng so với phổ thông đoán thể đang mạnh hơn hiệu không biết bao nhiêu lần nguyên bản kinh khủng như thế dược lực e sợ sẽ đem chu thiên da thịt xương cốt đều cho xé trách nhưng xương tím nhưng đưa đến một cái rất tốt dẫn dắt tác dụng nó vào đúng lúc này từ vừa mới cái kia giặc cướp đã biến thành một người thủ vệ giả dựa vào sự giúp đỡ của nó chu thiên phát hiện mình toàn thân dòng máu đều đi theo sôi trào lên sương tím là đang giúp ta hầu như trong nháy mắt chu thiên liền rõ ràng này sương tím cũng không phải giặc cướp hắn đem đoán thể đang sau khi cắn nuốt đưa vào bất chu sơn bên trong sau đó nguyên bản cũng không cường lực đoán thể đang dược hiệu giống như bị bất chu sơn cho phóng to vô số lần lúc này mới có bây giờ này khủng bố đoán thể lực lượng mà sương tím giống như đã sớm tính tới thân thể của chính mình e sợ không thể chịu đựng sợi này sức mạnh nó còn cố ý giúp mình dẫn dắt đoán thể lực lượng không đến nỗi trực tiếp đem chính mình hủy diệt người rốt cục có chút lương tâm chu thiên thời khắc này vô cùng kích động nhưng cũng không kịp nhớ đi cảm tạ này sương tím bắt đầu điên cuồng dựa theo đoán thể thuật phun ra nuốt vào phương pháp hấp thu sợi này dược lực đến giúp mình đoán thể huyết dịch đang sôi trào xương cốt huyết nhục đều ở dược lực bên dưới bắt đầu không ngừng loại bỏ tạp chất chu thiên trên da lúc này không ngừng tuôn ra từng viên trân châu to nhỏ màu đen mồ hôi hột những này mồ hôi hột bên trong bao hàm chính là chu thiên trong thân thể tạp chất đoán thể lực lượng không chỉ có đi khắp ở chu thiên toàn thân tương tự cũng ở bên trong tạng bên trong không ngừng đi khắp đây là chu thiên chính mình cũng không nghĩ tới đoán thể đang còn có đắp nặng nội tạng năng lực Hiển nhiên cái này cũng là sương tím mang đến biến hóa, có thể Chu Thiên hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, có sương tím hộ giá hộ tống, chính mình chỉ cần không ngừng nhờ vào tử khí cùng sợi này đoán thể lực lượng đến để cho mình không ngừng đột phá là có thể. Dược lực không ngừng cải tạo Chu Thiên, nếu như là tầm thường đoán thể đang thông thường nửa giờ là có thể toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng có sương tím tăng cường đoán thể lực lượng rồng rã ở Chu Thiên trong thân thể xong tới 2 giờ mới hoàn toàn biến mất làm chu thiên mở mắt lần nữa thời điểm liền cảm giác mình chứng kiến thế giới trở nên không giống nhau lúc này vẫn là đêm đen nhưng là chu thiên nhưng phát hiện con mắt của chính mình ở trong đêm tối mặc dù không cách nào làm được nhìn ban đêm nhưng cũng so với dĩ vãng xem càng thêm rõ ràng hơn nhiều thậm chí chu vi một ít tiểu phi trùng chính mình cũng có thể rõ ràng bắt lấy sự tồn tại của bọn nó mà thính lực cũng có tăng mạnh chu vi bất kỳ gió thổi cỏ lay giờ khác này đều không thể chạy trốn chu thiên lỗ tai Chu Thiên thậm chí hoài nghi lúc này nếu như có người đứng ở sau lưng của chính mình trừ phi hắn là không có hình thái quỷ hồn, bằng không hắn mỗi lần hít thở đều có thể bị chính mình rõ ràng bắt lấy. Lại nhìn thân thể của chính mình mặt ngoài, một tầng dày đặc giống như dầu mỡ như thế đồ vật bao trùm chính mình toàn thân da dẻ, dính hề hề cảm giác vô cùng buồn nôn chu thiên trực tiếp đứng dậy nhảy vào khê trong nước đem trên người mình tầng này dầu mở toàn bộ rửa sạch sau khi liền cảm giác làn da của chính mình cũng sản sinh ra biến hóa chu thiên trước đây liền phi thường chú trọng rèn luyện đặc biệt đi tới dược cốc sau khi mỗi ngày nấu nước tưới ruộng da dẻ càng là bởi vì thời gian dài nhật sử trở nên ngâm đen nhưng hiện tại chính mình quanh thân da dẻ nhưng hoàn toàn khác nhau trắng nõn trong suốt da dẻ nhẵn nhụi mà lại bóng loáng thậm chí là chính mình thời gian dài xách thùng nước mà xuất hiện một ít cái kén cũng đã biến mất không còn tâm hơi. Lúc này chính mình đôi tay này nếu như đi lấy ra màn muốn không hồng cũng khó khăn. Lại nhìn trên người những vị trí khác cũng đều giống nhau bóng loáng mềm mại. Chu Thiên dùng móng tay nhẹ nhàng tìm hoa làn da của chính mình, này xem ra bóng loáng da nhẵn nhụi nhưng làm cho người ta một loại còn như da trâu chỉ như thế sự dẻo dai. Không cảm giác sức mạnh thân thể tăng lên a. À? Lẽ nào lần này đoán thể không có để ta sức mạnh tăng lên? Tuy rằng quanh thân biến hóa rất lớn, nhưng là Chu Thiên nhưng chỉ có không cảm giác được thân thể mình sức mạnh tăng cường, mang theo Nghi Hoặc Chu Thiên đi tới nơi ở bên cạnh. Đi tới đến cái kia 600 cân khóa đá trước, này 600 cân khóa đá yên tĩnh đặt ở nơi đó. Chu Thiên nguyên vốn là đoán thể 4 tầng, thể lực có 600 cân, lúc này Chu Thiên song tay nắm lấy này 600 cân khóa đá đột nhiên dùng sức nhưng cảm giác nguyên vốn có chút trầm trọng 600 cân khóa đá bị chính mình lập tức liền nâng lên, do với mình đều không nghĩ tới tình huống như thế phát lực quá mạnh làm cho Chu Thiên một cái lão đảo suýt chút nữa không có ngã trên mặt đất. Ổn định thân thể chính mình, Chu Thiên hai tay dơ 600 cân khóa đá, bây giờ 600 cân khóa đá ở Chu Thiên trong tay không dám nói nhẹ nhàng nhưng dơ lên nó đến tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Hai tay đem 600 cân khóa đá lần thứ hai thả xuống, khóa đá rơi xuống đất không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Này không phải là bởi vì khóa đá trọng lượng nguyên nhân, mà là bởi vì Chu Thiên có thể rất dễ dàng khống chế khóa đá rơi xuống đất mà không lên tiếng. Sức mạnh của ta tăng cường nhiều như vậy. Vậy ta hiện tại mạnh như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Quyết tiên ngũ bộ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nguyên bản đoán thể 4 tầng, 600 cân đối với Chu Thiên tới nói đã là cực hạn, nhưng là lần này ở sương tím dưới sự giúp đỡ chính mình dùng đoán thể đang sau khi 600 cân đối với Chu Thiên tới nói đã kinh biến đến mức dễ như ăn cháo, điều này làm cho Chu Thiên ý thức được sức mạnh của chính mình tăng trưởng e sợ có chút khủng bố. Hai mắt rơi vào cái kia 800 cân khóa đá bên trên, Chu Thiên song tay nắm lấy khóa đá, mảnh hít một hơi hai tay dùng sức. liền thấy 800 cân khóa đá lần thứ hai bị Chu Thiên kéo qua đỉnh đầu hai tay dơ lên. Cảm thụ đỉnh đầu 800 cân khóa đá mang đến áp lực Chu Thiên trong lòng rõ ràng, này 800 cân còn không phải là mình cực hạn. Đem 800 cân khóa đá để dưới đất, khóa đá rơi xuống đất phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Rất hiển nhiên này 800 cân khóa đá Chu Thiên đã không cách nào như 600 cân khóa đá làm như vậy đến biến nặng thành nhẹ nhàng cảnh giới con mắt rơi vào nghìn cân khóa đá bên trên, này nghìn cân khóa đá đã lớn vô cùng, toàn bộ khóa đá đã so với chu thiên người càng lớn hơn không ít. Nhìn điều này đại biểu đoán thể sáu tầng nghìn cân khóa đá chu thiên trong lòng có một loại cảm giác, chính mình có thể dơ lên nó đến. Hít sâu một hơi, song tay nắm lấy nghìn cân khóa đá, chu thiên hét lớn một tiếng toàn thân sức mạnh đồng thời bộc phát, nghìn cân khóa đá bị chu thiên từ trên mặt đất kéo. Nghìn cân khóa đá mang đến áp lực rất lớn, nhưng còn không đến mức lớn đến ép vỡ Chu Thiên Chu Thiên hai tay vung một cái Khóa đá đã qua đỉnh đầu Khóa đá qua đỉnh đồng Thời Chu Thiên đã ở đáy lòng bắt đầu vì chính mình đếm lên Một Hai Ba Làm Chu Thiên đến tới mười thời điểm Nhìn cân khóa đá cũng thuận theo ầm ầm rơi xuống đất phát sinh to lớn chấn động Nhìn rơi xuống đất nhìn cân khóa đá Chu Thiên rõ ràng này một viên bị sương tím thay đổi đoán thể đang dĩ nhiên để cho mình rồng đã tăng lên hai cái cấp độ từ đoán thể 4 tầng trực tiếp tăng vọt đến đoán thể 6 tầng. Đối với đoán thể đang chu thiên là có giải, người thường dùng đoán thể đang, trừ phi là kẹt ở bình cảnh, bằng không không có khả năng lắm trực tiếp đột phá cấp độ. Đương nhiên, cũng sẽ có số người cực ít đối với dược lực hấp thu càng tốt hơn, có thể thành công đột phá một tầng, nhưng còn chưa từng nghe nói có người ăn đoán thể đang liên tục đột phá hai tầng việc này đoán thể 4 tầng khả năng đối lập có chút thấp, nhưng từ đoán thể 4 tầng lập tức đột phá đến đoán thể 6 tầng đây cũng quá khủng bố đi. Chu Thiên rõ ràng, này đoán thể đang cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, kỳ lạ chính là chính mình cái kia bất chu sơn linh căn. Cái kia sương tím đến từ bất chu sơn chu vi, Chu Thiên cho tới nay đối với sương tím hiểu rất ít, chỉ biết này sương tím giống như có đem bất kỳ tới gần sức mạnh trực tiếp nuốt lấy năng lực, có thể bây giờ nhìn lại này sương tím không chỉ có sẽ nuốt, vẫn có thể hoàn thành chuyển hóa đem nguyên bản nhiều nhất để cho mình đột phá một tầng đoán thể đang dược lực phóng to và lần trợ chính mình đạt đến đoán thể sáu tầng vẫn tính ngươi có chút lương tâm nghĩ sương tím bắt đầu cướp đi đoán thể đang thời gian chính mình sự bất đắc dĩ lúc này chu thiên đúng là cảm giác mình có chút lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc bất quá lúc này chu thiên cũng ý thức được chính mình này linh căng đặc biệt tuy rằng này linh căng hoàn toàn không bị chính mình khống chế ở chính mình lúc tu luyện trên căn bản sẽ không cho chính mình bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nhưng chung quanh nó sương tím nhưng có hấp thu ngoại lực tăng cường chính mình hiệu quả, hơn nữa cái này tăng cường còn vô cùng khủng bố. Này tăng cường còn vẹn vẹn là Bất Chu Sơn phía ngoài xa nhất sương tím nắm giữ năng lực, cái kia Bất Chu Sơn bản thân lại có năng lực gì đây? Chu Thiên không có cách nào đi tiếp tục suy đoán bởi vì đến nay mới thôi Chu Thiên đối với mình linh căn hầu như đều là không biết gì cả nhưng hôm nay bất chu sơn linh căn này tòa thật to băng sơn đã lộ ra một gốc, nhưng lạ này một gốc nhưng cho chu thiên mang đến hy vọng hoàn toàn mới. Sương tím nắm giữ đem nuốt chững linh dược phóng to năng lực, này ngược lại là cho chu thiên một cái con đường hoàn toàn mới. Bất quá tinh tế vừa nghĩ chu thiên cảm thấy con đường này nhìn như dễ dàng, nhưng cũng càng thêm gian khổ. Từ đoán thể bốn tầng đột phá đến đoán thể sáu tầng, chu thiên liền cảm giác mình tinh thần thoải mái, chút nào đều không có cơn buồn ngủ vì lẽ đó cũng không tính đi ngủ mà là luyện nổi lên chính mình cơ sở quyền pháp này cơ sở quyền pháp nửa tháng trước chu thiên cũng đã luyện đến đại thành nhưng chu thiên cũng không có vì vậy mà thả xuống bộ quyền pháp này mà là đem đi qua chính mình sở học đến những kia quyền pháp thử cùng cơ sở quyền pháp dung hợp thông suốt đến đồng thời bây giờ đột phá hai cái cảnh giới dung hợp được liền có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió Chu Thiên trước đây am hiểu nhất chính là một bộ phục hổ quyền, này phục hổ quyền chính là võ đan trấn sơn quyền pháp, lại tên hàng long phục hổ quyền. Phục hổ quyền lấy quyền pháp làm chủ, chân pháp là phụ, chủ yếu có. Dây tay, trùng quyền, phản chân cùng ba liên thủ. Phục hổ quyền luyện đến mức tận cùng có thể nói là mới vừa bên trong thấy mới vừa, nhu bên trong dây nhu, thức thức bất người. Nhưng khi đó Chu Thiên chỗ học phục hổ quyền thời gian liền rõ ràng, này phục hổ quyền bây giờ đã thất truyền hơn nữa. Chỉ có thể làm được mới vừa bên trong thấy mới vừa nhưng không cách nào làm được nhu bên trong dây nhu. Vì lẽ đó phục hổ quyền đã biến thành một loại cương mảnh cực điểm quyền pháp, ít đi mấy phần phiêu vật cùng nhu hòa. Bây giờ phục hổ quyền dung hợp đến cơ sở quyền pháp bên trong, phối hợp chu thiên đoán thể sáu tầng thể lực, quyền ảnh vung ra đúng là thật có mấy phần hàng long phục hổ tâm ý. Ca Chu Thiên song quyền rơi vào một viên to bằng cái bát thân cây bên trên, thân cây theo tiếng mà đứt, nhìn cân cự lực há lại là trò đùa. Như vậy cự lực một khi đánh trúng người chỗ yếu cái kia chính là máu tươi tại chỗ cục diện. Một bộ quyền pháp đánh xong Chu Thiên liền cảm giác mình khí huyết quay cuồng tai thính mắt tinh, nhắm mắt lại lắng nghe Chu Vi trùng minh Chu Thiên có chút say sưa. Bỗng nhiên, Chu Thiên khẽ cau mày, con mắt mở hướng về phương xa một khối vườn thuốc nhìn tới, liền thấy trong ruộng thuốc một cái bóng đen thừa dịp bóng đêm chính đang trong ruộng thuốc tìm tòi đi tới. Lẽ nào là trộm? Nhìn thấy này lén lén lúc lúc bóng người Chu Thiên sững sờ, khu vực này bên trong chỉ có mình và Tề Vân Hạc hai người, thường ngày chính mình chỉ phụ trách cho vườn thuốc tưới nước, và hái công tác vẫn là Tề Vân Hạc chính mình hoàn thành, vì lẽ đó dược thảo có thêm vẫn là ít đi Chu Thiên đều không rõ ràng, nhưng Chu Thiên có thể khẳng định chính là tề vân hạc không khả năng sẽ có nửa đêm làm tặc chính mình trộm đạo hái thuốc ác thú vị trộm đến trên đầu ta đến rồi ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng là người nào chu thiên thắp người dựa vào bóng đêm yểm hộ bắt đầu từ từ hướng về bóng đen tới gần theo càng ngày càng tiếp cận chu thiên có thể khẳng định đây tuyệt đối là một cái thâu dược tiểu tặc chỉ thấy bóng đen lặng lẽ đem dược thảo nhổ tận gốc đựng vào phía sau mình một con trong túi tiền nhìn hắn cái kia quen tay làm nhanh dáng dấp e sợ không phải lần đầu tiên đến thâu dược, chỉ bất quá dĩ vãng chu thiên tu vi quá thấp căn bản phát hiện không được người này. Bóng đen ngồi xổm ở một mảnh lông tu dịp trước, đem một viên lông tu dịp nhổ tận gốc đựng vào phía sau mình trong túi tiền, nhìn hắn chiếc kia túi lúc này căn phòng nói vậy đã đựng không ít dược thảo. Chu Thiên tiếp tục tiếp cận, bây giờ khoảng cách người này 10 bộ Chu Thiên cảm thấy không chắc chắn, chỉ cần mình có thể gần thêm nửa năm bộ, năm bộ bên trong chính mình đánh lén bên dưới trừ phi tu vi của người này mạnh hơn chính mình quá nhiều bằng không nhất định bị bắt năm bộ là một cái rất thần kỳ con số bất luận người nào đang không có phòng bị tình huống bị kẻ địch cắt vào năm bộ bên trong đột nhiên ra tay tám phần mười trở lên đều là một con đường chết từ cổ chí kim bất kể là đế vương tướng cũng hoặc là quan to quý nhân đều rất cấm kỵ cái này thời cổ đại bên cạnh hoàng đế chỉ có người thân cận nhất mới có thể cùng cách nhau mười bộ mà nói nhưng cũng không người nào có thể vào mười bộ bên trong. Cổ ngữ có vân, mười bộ bên trong, người tận địch quốc, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Ý tứ của những lời này chính là mười bộ bên trong một người so với một cái quốc gia còn đáng sợ hơn, dù cho là một người bình thường, một khi đến năm bộ bên trong cũng có thể dễ dàng giết chết một vị đế vương. Bị chính mình dễ dàng như thế cắt vào mười bộ bên trong, bóng đen này quá cả gan làm loạn, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào theo chu thiên không ngừng tiếp cận chu thiên bước cuối cùng bước ra tiến vào năm bộ phạm vi một khắc đó bóng đen này cũng phát hiện chu thiên tồn tại hắn bỗng nhiên xoay người nhưng chu thiên đã động chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 49 lại hổ ngoạ đạo bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ câu nói này không phải là đùa giỡn làm chu thiên bước vào năm bộ bên trong trong nháy mắt đó người này cứ việc phát hiện chu thiên nhưng vẫn là quá chậm cùng phục hổ quyền dung hợp cơ sở quyền pháp đã triển khai chu thiên như một con vồ dết thỏ không chim diều hâu đột nhiên dết ra không có dấu hiệu nào bóng đen này phản ứng cũng hết sức nhanh chóng thân thể hắn trên đất lăn khỏi chỗ muốn né tránh chu thiên đòn đánh này nhưng là chu thiên sẽ cho hắn cơ hội này sao phục hổ quyền coi trọng sức mạnh tốc độ cùng với khí thế tiến công thời gian cấp tốc chuẩn xác thân pháp linh hoạt động tác cường tráng mạnh mẽ bằng chính là một cổ khí từng chiêu từng thức tự chắc chắn tế quyền chưởng chỉ trảo phách đánh trảo đâm biến hóa vi diệu bóng đen này không nghĩ tới chu thiên quyền pháp hung mãnh như vậy hắn năm bộ bên trong bị đánh lén một chiêu rơi xuống hạ phong bây giờ nhưng là bị chu thiên dựa vào sợi này khí từng bước ép sát chỉ có thể bị động phòng thủ hoàn toàn công không ra mảy may chu thiên chân trái trên bộ một chiêu trên bộ pháo quyền thừa dịp người này một cái né tránh không kịp trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực cú đấm này chu thiên dùng toàn lực ban đầu học quyền thời gian chu thiên liền nghe giáo quyền vị lão sư kia đã nói võ giả hoặc là không động thủ một khi động thủ tuyệt đối không thể lưu chút nào chỗ trống chính là lòng người hiểm ác ngươi lưu một phần lực chính là cho đối phương một phần cơ hội đụng với tâm địa ác độc người chính là dựa vào này một phần cơ hội liền có thể đưa ngươi tại chỗ đánh chết. Chu Thiên tự học quyền tới nay đây là lần thứ nhất theo người động thủ, nhìn cân lực lượng đánh vào bóng đen trên lòng ngực, Chu Thiên thậm chí có thể nhìn thấy người này lòng ngực bị một quyền của mình đánh ao lúng xuống dưới, xương cốt đổ nát âm thanh đùng đùng vang vọng. Một chiêu đắc thủ Chu Thiên chân phải theo sát chân trái trên bộ, tay phải cải quyền là trảo, hướng về bóng đen nửa người chập tới này một chiêu tên là lại hổ ngoạ đạo thật giống như một con lười biến mạnh hổ ngoạ ở đạo giữa lộ chỉ cần có người tới gần mảnh hổ đột nhiên một trảo liền có thể đem người xé thành hai nửa chu thiên này một trảo phối hợp nghìn cân lực lượng so với mảnh hổ chỉ có hơn chứ không kém này một trảo nguyên bản muốn trảo người này cánh tay chỉ cần trảo thực liền có thể đem người này toàn bộ cánh tay cho kéo xuống đến này một trảo chỉ cần chạm được người sẽ biến trảo là trảo trảo lực lôi kéo chớ nói chi thân thể máu thịt, chính là một cây gậy sắt ở nghìn cân lực lượng dưới cũng tất bị tóm uống lượng. Bóng đen vô cùng bất phàm, hắn cũng nhìn ra Chu Thiên này một chiêu lại hổ ngọa đạo sát cơ lộ, hắn căn bản không dám cùng Chu Thiên có chút đối kháng, thân thể sau này lóe lên, sau đó liền xem Chu Thiên bàn tay xé tan một tiếng đem người này nửa bên quần áo xé thành phấn vụn. Hắn lòng ngực huyết nhục đã bị Chu Thiên một trảo cho xé ra lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi biểu phi người điên. Bóng đen cố nén đau nhức quát to một tiếng cũng không kịp nhớ lại cùng Chu Thiên dây dưa, trực tiếp vung một cái phía sau mình túi áo hướng về Chu Thiên ném tới, đồng thời xoay người bỏ chạy. Xẹt xẹt. Đón bay tới màu đen bao bố, Chu Thiên hai tay trực tiếp đem xé thành phấn vụn nhưng Chu Thiên kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn có chút không đủ, nếu như là một cái kinh nghiệm sung túc giả, vừa nãy xé nát bao bố đồng thời sẽ như mảnh hổ hạ sơn như thế vọt tới trước lưu người, có thể chu thiên nhưng không có vọt tới trước chỉ có thể trơ mắt nhìn người này liên tục lăn lộn lướt qua cột mốc tường vây biến mất ở những khu vực khác bên trong. Nếu như là ở cột mốc bên này, chu thiên tự nhận chính mình truy kích, 90% chắc chắn có thể làm cho người này triệt để mất đi sức chiến đấu, nhưng là vi phạm đi truy sát người này chu thiên thì sẽ không như vậy làm. Bóng đen này dám tới bên này thâu đồ vật, khẳng định là đối diện đệ tử, chính mình truy sát đệ tử người khác đến người ta bên trong khu vực, e sợ khó có thể toàn thân mà lùi hơn nửa trận chiến này nhìn như từ đầu tới đuôi đều là chu thiên đè lên người này ra sức đánh trên thực tế chu thiên nhưng có thể khẳng định người này tu vi nên còn cao hơn mình bằng không do bất cẩn để cho mình tiến vào năm bộ bên trong vạn vạn không có sinh tồn khả năng nhìn cân lực lượng phối hợp phục hổ quyền so với trước đây những kia quyền thuật đại sư đều muốn hung ác nhiều a à. nhìn mình móng tay bên trong còn lưu lại vết máu loang lỗ cùng với một ít thịt tia chu trời mới biết này đều là bóng đen kia trên người quên đi hôm nay hắn trúng rồi ta hai chiêu ngực phải xương ngực bị ta đánh sụp đổ nửa trái người e sợ cũng phải kinh mạch bị hao tổn coi như muốn báo thù ta trong thời gian ngắn cũng là không làm được chu thiên có chút tiếc nuối để bóng đen này đào tẩu e sợ sẽ cho mình rước lấy thị phi từ trên mặt đất nhặt lên bóng đen kia thoát thân thời gian lưu lại bao bố bây giờ bao bố đã bị mình xé nát tan các loại dược thảo rơi xuống một chỗ, mà ở dược thảo bên trong Chu Thiên còn phát hiện một quyển mỏng manh thư tịch dáng dấp đồ vật. Ngồi sống người xuống Chu Thiên đem quyển sách này nhặt lên đến liền thấy bìa sách bên trên viết ba chữ, bôn lôi trưởng. Trưởng pháp bí tịch. Nhìn thấy này bôn lôi trưởng Chu Thiên mừng rỡ trong lòng, nguyên bản chính mình là trảo tặc, không nghĩ tới này tặc vì thoát thân dĩ nhiên hạ xuống này bản trưởng pháp bí tịch bình thường đệ tử ngoại môn là không có tư cách tiến vào chư thiên đạo bên trong võ khố chọn bí tịch, chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách này. Coi như có chút ngọn núi đệ tử có thể được một ít bí tịch, cũng không thể so với cơ sở quyền pháp tốt hơn bao nhiêu. Mà này bôn lôi trưởng e sợ chỉ có thể là đệ tử nội môn mới có thể được. Bóng đen kia là đệ tử nội môn. Ta suýt nữa giết một cái đệ tử nội môn. Nghĩ tới đây Chu Thiên chính mình cũng có chút giật mình, nguyên tưởng rằng này thâu dược chính là một cái tiểu tặc, xem ra này tặc còn không nhỏ a, à, chí ít hẳn là một cái đệ tử nội môn. Bất quá Chu Thiên cũng không lo lắng đối phương đến đây đòi hỏi này bôn lôi trưởng bí tịch, cái tên này chạy đến nơi đây đến trộm cắp, đừng nói để hắn tìm chính mình đòi hỏi này bôn lôi trưởng, coi như mình cầm bôn lôi trưởng vung ở trước mặt của hắn, chỉ sợ hắn đều sẽ thề thốt phủ nhận là chính mình. Ở dược cốc trộm cắp, này bản thân liền là trọng tội, một khi sau khi nắm được, không nói trục xuất sư môn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Người này nếu là đệ tử nội môn, liền tuyệt đối không thế vì một quyển bí tịch đem tương lai của chính mình liên lụy. Mở ra này bôn lôi trưởng bí tịch, Chu Thiên bắt đầu kiểm tra, vừa nhìn bên dưới nhất thời đại hỷ. Chính mình suy đoán một điểm đều không có sai, này bôn lôi trưởng quả nhiên là một quyển so sánh là cao cấp trưởng pháp, hoàn toàn không phải cơ sở quyền pháp có thể so với. Bôn lôi trưởng trưởng dường như xét đánh, nhất cử nhất động có như núi lở, trưởng pháp cương mảnh như lôi. Luyện đến cảnh giới chí cao phối hợp linh khí triển khai ra trong lòng bàn tay thậm chí sẽ có một ít ánh chấp lấp lóe. Này ngược lại là để Chu Thiên nhớ tới cái kia trong truyền thuyết trưởng tâm lôi, tốt lắm như là một loại tiên gia phép thuật. Mà này bôn lôi trưởng đúng là cùng cái kia trưởng tâm lôi có mấy phần hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nhưng tương tự xem tới đây Chu Thiên mồ hôi lạnh cũng hạ xuống, cũng may đêm nay này trọng ngốc không có phòng bị bị chính mình năm bộ bên trong đánh lén, nếu là chính diện giao chiến, lúc này chính mình phỏng chừng huyết đều không khác mấy muốn lương thấu đi. Cẩn thận thu cẩn thận bôn lôi trưởng pháp, Chu Thiên lại đem trên mặt đất rơi xuống những dược thảo này toàn bộ loại hồi trong ruộng thuốc, liền thừa dịp bóng đêm trở về chính mình ổ nhỏ ngủ bù đi tới. Chu Thiên sau khi rời đi một bóng người rơi vào vừa nãy hắn cùng bóng đen địa phương chiến đấu, Tề Vân Hạc nhìn Chu Thiên Phong ốc thưởng thức vừa nãy cái kia giao phong ngắn ngủi trong mắt của hắn thần thái hơi khác thường. Dĩ nhiên có thể đem một cái đoán thể chính tầng đánh thành cấp độ kia gián dấp. Tiểu tử này quyền cùng hắn cờ như thế sát khí bức người. Tề Vân Hạc lắc lắc đầu, vung tay lên đem trên mặt đất hết thảy chiến đấu dấu vết toàn bộ xóa đi, sau đó giống như một cái người không liên quan như thế lão đảo mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Không phục đến chiến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hơn 2 giờ ngủ sâu để Chu Thiên sau khi tỉnh lại tinh thần thoải mái. Chu Thiên rất vui mừng chính mình lúc trước học như thế một tay ngủ sâu pháp, này có thể coi chính mình tiết kiệm thời gian dài làm những chuyện khác. Hô từ rơm rạ trải thành trên giường chậm rãi xoay người, Chu Thiên thả người từ trên giường hạ xuống, mở cửa phòng đi tới bên dòng suối rửa mặt vội vàng lần thứ hai nhất lên thùng gỗ bắt đầu rồi một ngày làm lụng đêm qua một trận chiến để chu thiên thu hoạch rất nhiều đi qua tổng nghe một số cao thủ nói chiến đấu hung hiểm trong nháy mắt liền sinh tử lập phán còn cảm thấy có chút khuếch đại thành phần nhưng trận đánh hôm qua lại làm cho chu thiên hoàn toàn tin tưởng điểm này chính mình mượn năm bộ ưu thế đánh lén đánh cái kia so với mình tu vi càng mạnh hơn đệ tử nội môn không còn sức đánh trả chút nào nhưng chu thiên vẫn đối với biểu hiện của chính mình không hài lòng trận chiến đó chính mình nguyên vốn có thể đem người này lưu lại chấm dứt hậu hoạn nhưng kinh nghiệm của chính mình không đủ lại làm cho người này đào tẩu tuy không nói hậu hoạn vô cùng nhưng tuyệt đối sẽ có thị phi vì lẽ đó tiếp lại chính mình nhất định phải nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình dù sao đối phương là đệ tử nội môn bản thân tu vi liền cao hơn chính mình tài nguyên cũng xa so với mình muốn càng nhiều ở Chu Thiên trong lòng đối mặt thì phi biện pháp tốt nhất tuyệt không là trốn tránh, mà là dùng sức mạnh mạnh hơn đem triệt để đánh tan. Vừa giữa trưa Chu Thiên là một nửa vườn thuốc tưới nước, buổi trưa đơn giản ăn một chút quả dại sau khi Chu Thiên bắt đầu lật xem bôn lôi trưởng. Này bôn lôi trưởng từng chiêu từng thức coi trọng động như sắm đánh, bất luận từ lực công kích vẫn là mau lẹ phương diện đều vượt xa chính mình bây giờ nắm giữ một vài thứ, nhưng tương tự cao cấp đồ vật cũng khẳng định càng thêm khó luyện. Chu Thiên thả xuống bôn lôi trưởng bí tịch dựa theo ký ức bắt đầu diễn luyện, một lần. Hai lần. Ba lần, mãi cho đến lần thứ năm thời điểm Chu Thiên đâm chiêu ngừng lại bắt đầu suy nghĩ. Chu Thiên. Ngay ở Chu Thiên suy nghĩ thời gian Tề Vân Hạc âm thanh sau lưng tự mình xuất hiện, Chu Thiên hơi kinh hãi xoay người liền thấy Tề Vân Hạc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau mình một bước ở ngoài. Thấy cảnh này Chu Thiên thầm nghĩ trong lòng mình và cao thủ sự chênh lệch còn là phi thường đại a tề vân hạc có thể tùy ý tiến vào chính mình khoảng cách một bước mà chút nào đều không bị chính mình phát hiện nếu là hắn muốn đối với tự mình động thủ chính mình phỏng chừng đã là một kẻ đã chết tề trưởng lão chu thiên mặt ngoài không nhìn ra biến hóa gì đó vẫn cung kính đối với tề vân hạc chắp tay mà lễ tề vân hạc liếc mắt nhìn chu thiên khẽ gật đầu cũng không có sách chuyện tối ngày hôm qua mà là mở miệng nói cái kia đoán thể đang sự ta đã đăng báo tông môn. À, nghe được Tề Vân Hạc nói tới Chu Thiên sững sờ sau đó liền nghe Tề Vân Hạc mở miệng lần nữa. Dược cốc 10 vị trưởng lão, các chấp trưởng dược cốc 10 cái khu vực, mỗi tháng các trưởng lão đều sẽ nộp lên nhất định lượng đang dược, ta chỗ này bởi vì ít người vì lẽ đó giao dược lượng cũng đối lập muốn thiếu. Cái kia viên đoán thể đang thiếu, con số cũng tự nhiên có biến, ta chung quy phải cho tông môn một câu trả lời, bất quá, nguyên lai like, tề vân hạc đem mình chơi cờ bại bởi chu thiên đoán thể đang sự tình đăng báo tông môn có thể tưởng tượng cho tới nay tề vân hạc ở chư thiên đạo bên trong tuy rằng tu vi không ra sao nhưng là này cờ đạo nhưng là tự xưng đệ nhị không người dám xưng đệ nhất bây giờ tề vân hạc nhưng nói mình chơi cờ bại bởi một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch này với mọi người nói có thể tin vì lẽ đó tại chỗ liền có không ít trưởng lão trở mặt mà tề vân hạc lại không phải cái gì tính tình tốt người nếu không là ở đạo chủ trước mặt e sợ đã đánh tới đến rồi cuối cùng tề vân hạc hất tay mà đi trước khi đi chỉ để lại một câu nói ai không phục bất cứ lúc nào có thể tới dược cốc khiêu chiến nếu chu thiên thua tự nhiên lấy ra cái kia viên đoán thể đan nghe tề vân hạc nói chu thiên cũng là đầy mặt cười khổ cảm tình tề vân hạc đã bán đứng chính mình a à, bất quá tề trưởng lão ngươi cũng biết cái kia đoán thể đan ta đã nuốt vào trong bụng bây giờ coi như có người tới khiêu chiến ta cũng không bỏ ra nổi cái kia viên đoán thể đang đi hừ việc này trời mới biết ngươi biết ta biết tề vân hạc lời này nói ra chu thiên trong nháy mắt liền rõ ràng nhìn trước mắt tề vân hạc không khỏi cảm thán gừng càng già càng cây a à. tề vân hạc nhìn như là bán đứng chu thiên kỳ thực không phải vậy hắn nói ra chu thiên cờ thuật thắng đi rồi đoán thể đang thời điểm cũng đã dự liệu đến các trưởng lão khác tuyệt đối sẽ không tin tưởng mà cuối cùng hắn giả ra tức giận dáng vẻ nói ra ai không phục bất cứ lúc nào có thể tới khiêu chiến mới thật sự là sát chiêu muốn tới khiêu chiến chu thiên ngươi cũng không thể nói ta vô duyên vô cớ liền thắng chu thiên đoán thể đang đi muốn thắng cái gì ngươi ít nhất phải lấy ra ngang nhau tiền đặt cược nói cách khác tới khiêu chiến người thắng tự nhiên có thể lấy đi chu thiên cái kia viên đoán thể đang nhưng là một khi thua ngươi nhất định phải lưu lại một viên đoán thể đan đây chính là há mồm chờ sung rụng a à. chu thiên lúc này nhìn về phía tề vân hạc ánh mắt đều thay đổi đây mới thực sự là cáo già dùng chính mình làm mối ở đây đặt dưới một cái hố to chờ những người khác đến khiêu đa tạ tề trưởng lão chu thiên nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này sau khi chấp tay chào từ ban đầu tề vân hạc lựa chọn chính mình bắt đầu cứ việc ông lão này từng ngày từng ngày đi tới đi lui thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thậm chí chưa bao giờ chỉ điểm Chu Thiên cái gì, thế nhưng bất kể là chơi cờ bại bởi Chu Thiên đoán thể đang vẫn là bây giờ này đào hầm đều là giúp Chu Thiên đại ân. Cảm ơn ta làm gì? Ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi, có thể giữ được hay không đoán thể đang là người bản lãnh của chính mình. Tề Vân Hạc lời này hạ xuống chấp hai tay sau lưng lần thứ hai lão đảo đi rồi nhìn đi xa tề vân hạc chu thiên nhớ tới năm đó triệu khuê mình bị triệu khuê đưa vào phòng nghiên cứu ban đầu bởi vì kinh nghiệm không đủ rất nhiều thí nghiệm đều là cuối cùng đều là thất bại không ít người đều cảm thấy triệu khuê lần này là xếp đặt ô long triệu khuê cứ việc mỗi ngày mặt lạnh nhưng xưa nay không sẽ chỉ trích chu thiên cũng sẽ không chỉ điểm chu thiên thẳng đến về sau chu thiên thí nghiệm thành công càng ngày càng nhiều tiếng tâm càng lúc càng lớn thời điểm triệu khuê mới nói cho chu thiên ta đi dạy ngươi chỉ có thể dạy dỗ một cái triệu khuê đến mà để chính ngươi đi ngộ lại có thể để thế giới thêm một cái thần bí chu hiện tại tề vân hạc làm sao thường không phải như vậy đây hắn từ nhập môn tới nay không có dạy qua chính mình nhưng cũng đồng dạng không có chỉ trích qua chính mình hắn làm tất cả chính là cho mình không gian cùng sự kiện hơn nữa một ít trợ giúp để cho mình đi ngộ đi trưởng thành nhấc lên thùng nước chu thiên tiếp tục chính mình công tác đối mặt tề vân hạc nói tới sự tình hắn giống như chút nào đều không lo lắng như thế chu thiên không lo lắng không có nghĩa là chuyện này ảnh hưởng liền nhỏ ngắn mũi bán ngày toàn bộ chư thiên đạo đã lưu truyền sôi sùng sục đoán thể đang đối với mọi người sức hấp dẫn quá to lớn coi như là đệ tử nội môn một tháng cũng chính là có thể có được một viên đoán thể đang chết no nhưng là có người dĩ nhiên dựa vào chơi cờ phải đến trước tiên không nói cùng thắng tề vân hạc là thật hay giả lần này cờ phải đến đoán thể đang cũng quá dễ dàng đi. Nhiều một viên đoán thể đang hay là liền có cơ hội nhiều đột phá một tầng cảnh giới, nếu như nói là là tông môn làm cái gì cống hiến lớn tự nhiên không có ai có ý nghĩa gì, nhưng là vẹn vẹn dựa vào chơi cờ liền thắng, làm sao có thể phục chúng. Vì lẽ đó tin tức vừa ra liền náo động toàn bộ chư thiên đạo, trong lúc nhất thời chư thiên đạo sốt dẻo nhất đề tài không khác nào chơi cờ được linh đan, mà chu thiên tên cũng lần thứ nhất bị toàn bộ chư thiên đạo biết rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video